Nè, có con sườn nè. Người yêu ơi, mình đi tìm cái bầu trong nhọn đó đi. Động lực nào để em sẽ đi nâng mũi? Động lực nào để em chà chà áo đẹp thế nhỏ đẹp có cái áo chị cũng để ra ngoài nha, có gì đó có màu gì đó màu 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 đen hay có màu đen. Hello mấy chị nha, chị nào vô rồi cho em xin nút chấm bài tương tác đi cả nhà. Ôi sao không thấy ai comment hết trơn vậy. Mấy chị ơi chấm bài tương tác đi nha mấy chị nha. Hôm nay lên đồ nam nha mấy tình yêu nha. Chia sẻ like lên đi cả nhà ơi. Tặng cái gì ta? Hôm nay tặng cái gì mấy chị ơi? Rồi tương tác lên đi cả nhà ơi. Hello, hello mấy chị nha. Hôm nay đồ nam đẹp lắm, thật sự là rất là đẹp luôn. Ví dụ như áo em đang mang cũng là áo nam nha. Nhưng mà nó là size S nên là form nó sẽ là 50, 55 ký đổ lại nha mấy tình yêu nha. Đây. Hàng rất là xịn luôn, siêu siêu xịn luôn mấy bạn. Này có size à? Cái này mang cặp hơi bị đẹp luôn đó mấy nha. Này bán cho nữ đi. Size S này mình bán cho nữ đi. Ồ, chúng ta cái này có hai mẫu trong đây luôn đó này. Đúng không? Rồi mấy chị ơi chấm bài tương tái dùng cho em ha. Thật sự là một con áo nó rất là xịn nha. Hôm nay hàng nó xịn lắm cả nhà. Hãy cho mấy chị xem ha. Hàng của nó là đây nè mấy chị nè. Nó sẽ có chép mã vạch nha mấy chị nha. Và ở trong đây nó sẽ có một cái phần là tan sườn cho mình này. Tan sườn nha mấy tình yêu nha, nên là chắc rất là xịn luôn. Mấy chị nhìn cái cổ áo nha mấy chị yêu nha. Cái cổ áo em chụp cho mấy chị là mấy chị sẽ biết hàng nó sẽ xịn như thế nào ha. Và em chỉ thật sự luôn là em ít khi bán lắm cả nhà. Nhưng mấy chị yêu nha, chắc là nhiều lúc là năm bán một lần. Hoặc là vô hàng đông thì bán được áo len của nam một lần nữa là hết nha mấy chị yêu nha. Thật sự là xịn em mới like cả nhà. Còn mà kiểu như là hàng bình thường thì không like nha mấy chị yêu nha. Siêu siêu xịn em mới lên cho mấy chị á. Nên là mấy chị xem nhớ là tương tác cho em nha mấy tình yêu nha. Đây nè. Mấy chị nhìn cái áo nè. Trời đồ nam mà nó làm kẹp nơ rồi ghê không mấy bà. Này mấy chị nhìn cái cổ áo dùng cho em ha. Cái vải của nó nha mấy chị yêu nha. Vải rất là xịn luôn. Tan của nó là tan sườn cho mình nè. Đó, tan sườn nha mấy chị yêu nha. Xem like mấy chị chấm bài tương tác lên đi nha mấy tình yêu nha. Hôm nay có ít lắm luôn á cả nhà ơi. Có thể mình mang cặp được luôn nha mấy chị yêu nha. Đây còn cái này là bộ nam nha mấy chị yêu nha. Bộ nam nha mấy tình yêu nha. Nè đẹp chưa. Rồi tương tác lên đi cả nhà nha. Có bộ nam nè, có áo thun nè nha mấy chị yêu nha. Có cả áo polo nè. Đó siêu siêu đẹp luôn. Rồi tương tác lên đi nha mấy chị yêu nha. Bắt đầu nha mấy chị yêu nha. Có gì nhỏ, có gì tặng nhỏ. Rồi tương tác lên đi cả nhà ơi. Lên nha, em tặng trước rồi em like nha. Em cũng phải tặng mấy bà ơi, đang tính trong đầu là thôi khỏi tặng phải lên luôn á. Nhưng mà thôi tặng mới lên nha mấy tình yêu nha. Áo đẹp quá. Cái này xíu nó có size S thôi nên là em sẽ bán vô áo nữ nha mấy tình yêu nha. Sẽ bán áo nữ cho mấy chị là áo em đang mang. Đó, em sẽ like là hàng nữ nha. Tại vì size con nó là size S á. Chị nào có thể mua cho con trai cũng được nha mấy tình yêu nha. Áo form size S nên nó hơi nhỏ. Áo xịn quá. Xịn lắm nha khách nha. Siêu siêu xịn luôn á. Chia sẻ like tương tác lên cho mấy chị ơi. Rồi chia sẻ like tương tác lên đi nha mấy tình yêu nha. Đã hãy lên mã tặng rồi các hãy sẽ like cho mấy chị nha. Đẹp chưa? Trời ơi. Thì cái áo này mua mấy trăm? Áo này thường chắc cũng phải là mua 200 mấy 300 á cả nhà. Đừng có so sánh với hàng mà hàng Sài Gòn nha mấy bà nha. Đây là hàng Quảng Châu nha mấy chế ơi. Có hàng của mình cũng có nhưng mà nó rất là xịn nha. Nhìn tát nha mấy chị này. Nó là tem sườn cho mình luôn nên là đừng có so sánh với hàng kia nha mấy bà nha. Nó là xịn luôn. Cái này phải so sánh với hàng 200-300 ngàn á. Rồi em lên mã tặng nha mấy tình yêu nha. Tặng ha. Cho chị cái hộp, cho chị đôi dép đó đi.
ghép với lại hai hộp dài. Không, hộp dài đó bỏ ra đi, hộp dài đó. À, có size, có size tới size 2XL luôn, 2XL vừa. 85kg là bằng vương nó vừa ấy. Rồi tương tác lên lên liền cho em mã tặng đi ha. Rồi em tặng một đôi dép cho mấy chị nè. Chị nào vào rồi chia sẻ like tương tác với chúng em đi mấy chị ạ. Rồi cái này em có dép nha mấy chị nha. Dép này em có đồ nam mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Bữa nay lên đồ nam đó mấy chị ơi. Có không mình ghi cái không mình đó. Em có nào em câu like câu view đâu cả nhà. Em like cái gì là em lên luôn nha mấy chị nha. Em like cái gì là em sẽ báo cho mấy chị luôn ấy nha. Em có ghi cái caption là em like đồ nam đó cả nhà ơi nha. Rồi lên liền cho em mã tặng dép size 38 nè. Rồi lên liền cho em mã tặng dép size 38. Rồi chốt luôn là lên nha mấy bà nha. Và số lượng có ít lắm luôn á, thật sự là có ít nha. Bộ thì em sẽ có nhiều size cho mình. Còn áo á, thì em chỉ có mỗi mão tầm khoảng 3-4 cái, 4-5 cái. Nhiều nhất là 10 cái thôi. Nên là mấy chị cố gắng nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em này cả nhà. Rồi tương tác lên đi, lên liền cho em mã tặng dép dùng cho em size 38 nè. Rồi lên liền cho em mã tặng dép size 38 nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã tặng dép size 38 đi cả nhà. Tặng dép size 38 nha mấy tình yêu nha. Chia sẻ like lên đi cả nhà ơi. Rồi lên nhanh đi mấy bà ơi. Tặng dép size 38 lên cho em, cố gắng chia sẻ like tương tác lên cho em rồi lên mã mấy chị nha. Tặng dép đi cả chị nhà. Chị nào chia sẻ like rồi thì lên mã liên tục giúp em đi ạ. Đẹp ghê đó mấy ơi. Tặng dép size 38 ạ. Thì... anh chia sẻ like nhóm bài thương tác lên cho em mấy chị ạ. Cho nó khỏi bị ẩn comment của mình nha mấy chị nhá. Trời ơi mấy bà ơi, siêu xịn chua. Siêu xịn chua cả nhà ơi, đồ nam nha. Mê chua. Rồi lên tặng nha dép 38 mã đầu tiên đi Mỹ Dung 963 là chia sẻ like cho em rồi. Rồi tặng dép đầu like cho chị Mỹ Dung nè. Em like nhanh đó cả nhà ơi, em tặng nhanh để em lên hàng nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã tặng váy dùng cho em nè. Một con váy phông Barbie doll nè. Rồi lên liền cho em mã tặng váy dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã tặng váy đi cả nhà. Tặng váy nha, phone Babido này cho mấy chị nào 60kg đổ lại em ok. Chốt tầm em mã tặng váy. Tương tác lên nha, chia sẻ like lên đi mấy chị. Chia sẻ like lên đi cả nhà. Lên liền cho em mã tặng váy dùng cho em. Này qua đi. Tặng váy không đồng luôn chú em đi ạ. Rồi lên liền cho em mã tặng váy đi cả nhà. Lên mã tặng váy lên chú em đi mấy chị ạ. Chị nào chia sẻ like rồi thì lên mã liên tục chú em đi ạ. Xinh quá trời xinh luôn mấy bà ơi. Lên mã tặng váy giúp em, cố gắng chia sẻ like lên giúp em mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Đây đúng không? Lên mã tặng váy giúp em mấy chị ơi. Rồi cái này về mấy chị giặt giùm em nha mấy tình yêu nha. Tặng váy cho chị Thúy An 208 để chia sẻ like cho em. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã tặng váy xanh liền cho em. Rồi lên liền cho em mã tặng váy xanh. Con này đẹp quá hề. Thì mấy bà ơi không lẽ tôi để lại mặc chứ. Em mê cái dáng váy này lắm luôn. Và cái dáng váy này là do em mặc nè. Em mua một con váy trắng em mặc. Cái mấy bà hỏi nhiều quá nên là em đi tìm cái con này đó cả nhà. Em like rất là nhiều màu nha. Màu xanh, màu trắng, màu hồng. Màu trắng, màu xanh, màu trắng, màu hồng nha mấy chị nha. Trời ơi em lúc mà đầu năm em có mặc cho mấy chị một con váy này màu trắng nè. Chị nào cũng nhắn tin hỏi có về hay không á cả nhà nha. Nè phải đi tìm cho mấy chị mà đợt đó like rất là nhiều luôn. Cái này lên tới mấy chị ơi mặc mỗi mã tới 50-60 con lận ấy nha. Nhưng mà cái con váy này nó bị lỗ một chút xíu này, không có sao hết trơn mấy bà ơi. Cái này về nha mấy chị cần bỏ một xíu một thiếu thuốc tẩy vô nha. Mua cái bình thuốc tẩy của Thái Lan á cả nhà. Bình thuốc tẩy Thái Lan á về mấy chị chấm vô đây cái là nó hết sạch à nha mấy chịu nha. Em có bình thuốc tẩy đó bon em đi học á cả nhà ơi, mua đồ ấy mà nó bị dính này kia mình ngâm vô xíu là nó tặng sạch. Tặng váy xanh rồi. Lên giúp nha, em đi ạ. À. Lên liền cho em mã tặng váy xanh đi cả nhà. Lên mã tặng váy xanh liền chia sẻ like rồi lên mã liên tục giúp em mấy chị ạ. À. Tặng váy xanh cho mấy chị. 886 ạ. Rồi em lên đầu like đi cả nhà, lên cho mấy chị đầu like con này ha. Hả? Anh nói sao? Rồi, chị phân xài đi, phân xài cho em thấy. Đẹp quá, lên đầu like con áo này đi. Áo nam nha mấy chị nha, hàng rất là xịn luôn. Nha, hàng của nó là hàng có tem sườn nha mấy bà nha. Cổ nó mê chưa? Đẹp xem cái cổ áo. Rồi anh đọc sao gì đó đi. Mờ tới hơi em. Rồi lên liền cho em ha. Rồi lên size nha mấy chị nha. M là 55kg nha mấy chị nha. Mấy chị tăng lên dùng cho em nha mấy tình yêu nha. Tới size XL là mấy chị 2XL là 85kg nha mấy tình yêu nha. Rồi lên nhanh dùng cho em, mã dùng cho em nha. Rồi lên liền cho em mã A1 nha mấy tình yêu nha. Em sẽ tặng cho mấy chị con này đầu like với giá là 89 ngàn.
89 ngàn mấy chị lên size dùm em, size M, size L, M, L, XL và 2XL nha mấy tình yêu nha. Form là form rộng nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Vậy là có size gì em còn. Em cầm size em cầm size L. A1 kèm size M, XL, 2XL. M, XL với 2XL nha mấy chị yêu nha. Em có M với lại XL với 2XL, không có L nha mấy tình yêu nha. Nam thì mấy chị mua rộng lên cũng được ở nha mấy chị yêu nha. Mua cứ tăng size lên nha. Rồi lên liền cho em mà A1 89 ngàn dùm cho em nè. Con này em bán tặng cho mấy chị kia ăn đầu lai là 89 ngàn nha mấy chị. A1 size 2 đây cho hình hoàng. Em sẽ lên áo nam là 99 ngàn á, tại vì cái con này nó rất là xịn nha. Rất là size M mấy. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em nè. A1 size 2 đây cho hình hoàng. Lên size dùm em ha. Lên liền cho em mà A1 kèm size dùm cho em. Em có size M, size XL và size 2XL. A1 size L cho Thị Dương 777. Có 89 ngàn thôi, mã đầu tặng đầu lai nha. A1 em không có size L mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã A1 size M cho chị cũng mềm. Hàng rất là xịn nha mấy bà nha. Tôi không có like áo nam thường xuyên đâu. A1 kèm size lên chúng em ạ. Nên là lâu lâu mới có một lô, chắc một năm mới có một lần á cả nhà. Rất là xịn nha mấy bà nha. Rồi lên liền cho em mã dùng A1 kèm size M, XL và 2XL. A1 kèm size dùng em, size M, size XL và size 2XL. A1 size cho Tâm Nhi. Chút lẹ để hết nha mấy tình yêu nha. A1 size cho Hưng Lê. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đi mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em ha. Rồi chút liền cho em mã dùng cho em này cả nhà này. Trời ơi, có chủ này bình thường mấy chị ơi, rất là đẹp luôn nha. Rồi lên liền cho em A1 kèm size lên cho em, size M, size L và size XL ạ. Trời ơi, có chủ này mới đẹp chứ mấy bà ơi nha, siêu đẹp luôn ấy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mấy chị. Lên liền cho em mã A1 đi cả nhà. A1 nha mấy chị nha, đọc bà đầu tiên luôn, bà xả ra. Rồi lên nhanh đi em, chút Sukana rồi đó. A1 có gì kèm size lên cho em mấy chị ạ. A1 size M thì lại thu. Rồi lên tiếp nha mấy chị nha, áo polo dùng cho em nè. Ngó kỹ rồi đã chốt nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi chốt nhanh dùng cho em mã A2 dùng cho em nè mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mã A2, em có size XL và size 2XL nha, 99 ngàn dùng cho em, áo polo nam dùng cho em. Vải nè mấy chị nè, nha mấy bà nha. Con này đi ra sốt nha, phải chị nha, phải là 2XX, 3XX, 2XX và 3XX nha mấy chị nha, không bao giờ có giá rẻ hơn luôn. Nên là mấy chị cứ chốt nhanh nha mấy chị nha. Không có đâu, một năm em chỉ like một lần thôi chứ không có nhiều hoa form này mấy chị nè. Nha, 99 ngàn áo polo dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, A2 dùng cho em, 99 ngàn lên size dùng em. Em có XL và 2XL. Rồi chèo lấy thì chốt liền cho em mã 99 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mà A2 lên size dùm em đi cả nhà. XL và 2XL mấy chị nhá. XL và 2XL nha mấy tình không yêu. Không có size L à. 99 ngàn dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã A2 dùm cho em kèm size vô nhớ cái chịu nha. Em có XL và 2XL chút liền 99 ngàn. Trời ơi cái này mà đi shop là 300, 2-300 ngàn. Size 2XL cho Kiều Trâm Lên. Hàng nó xịn lắm luôn á chị Nguyễn Thủy xíu. XL cho Nguyễn Thủy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Chị nào mua cho chồng hay mua cho con thì ok. Size 2XL cho Trần Duyên. Lên liền cho em mã A2 dùng cho em nè. A2 kèm size vô đi cả nhà. A2 này mấy chị xịn chưa. A2 kèm size 2XL cho. A2 size XL cho chị Thắm. Rồi em lên con áo này mấy chị mình nữ may. A2 size XL cho Tina Mini. Hoặc là mấy chị nào mua cho con trai cũng được. Hoặc là chị nào có chồng mà bạn nào có người yêu mà nhỏ nhỏ con một chút xíu ha, tầm A2 size XL cho thì lại thôi. 55kg đổ lại dùng cho em. 55kg ha. Rồi 99 ngàn lên liền cho em mã dùng cho em ha. A3 dùng cho em đi cả nhà. Chụp cái kéo. A2 size XL cho Nguyên Kim. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã A3. Chị lên đây chị lấy mã A2 à, A1 à. Mấy chị lên mã kèm size mấy chị nhá. Rồi lên liền cho em mã A3. Lên size không à. A3 nè mấy chị yêu nha. A2 size cho Lê Phương. Không đồ nam phải không có tay dài nha, phải bán tay ngắn cả nhà ơi. A2 size cho Tina Mini có rồi ạ. A2 size cho Nguyễn Thị My. Xịn chứ mấy chị ơi, hàng của nó là tan sườn luôn. Tan sườn nha mấy chị. A2 em còn một con XL cuối cùng mấy chị ạ. Luôn ấy, xịn lắm mấy bà ơi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em còn đâu. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái này size 2XL. À thêm một cái size 2XL cho chị Kiều Trâm Lên. Rồi lên liền cho em mã A3. A3 nha. A3 dùng cho em siêu xịn luôn. A2 bên con một con size XL cuối cùng. Chờ lại chú liền chú em ạ. Thiệt với cái giá 99 này mấy chị mua một con áo. Em nói thiệt luôn á bà ơi. Nó xịn sò lắm nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A3 dùng cho em 99 ngàn. A3 cho chuyện cũ mềm.
A3 lên giúp em 99 ngàn kìa. Lên liền cho em mã A3 99 ngàn dùm cho em. Lên mã A3 lên giúp em 99 ngàn mới chở cho Ngọc Thành hai con. Rồi cái này chị nào mua cặp nha. Em có một con S với lại một con L. Ngọc Thành là loại gái lấy đúng không chị ơi? Một con S với một con L nha. Chị nào ưng lấy cặp thì chốt dùm cho em. A mấy? A3 Kiều Trâm lên. A4 một con S với một con L nha. Rồi lên liền cho em mã A4 một S một L 99 ngàn. Lấy đi cả nhà. A3 cho Phong Loan. Chị nào lấy cặp chốt con này cho em nha. Thì mấy chị nè, S là 55kg, L là mấy bạn. Hết A3. Mấy chị nào có chồng 65kg là ok. A2 sẽ đeo cho Nghĩa Nguyễn nha. Đây mấy chị ơi, L là 65kg nè. Lên liền cho em mà A4 có một con thôi, một cặp thôi cả nhà. Hoặc là bà nào lấy xe gì của mình xe đó dùng cho em. A2, A3, B4 rồi mấy chị ạ. Là đẹp luôn. Đây nè, theo nè, theo nha. Mà mấy chị nhìn cái cổ này cả nhà, cái cổ nha, hàng này là phải 200 mấy ngàn nha mấy chị nha, 200 tới 300 á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, nhìn cái tay áo nè. Đẹp chưa không? Theo nha mấy tình yêu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cặp cho Nguyễn ăn đi, 99 ngàn. 99 ngàn nha mấy chị nha. Rồi bóc. Rồi siêu phẩm nè. Rồi. Nhanh nha. Đầu. Tự nhiên tới con này cái nó rung tay. Tại vì nó quá là đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. 65kg đổ lại đúng không? Rồi cái này cho mấy chị nào mà có chồng 65kg ok la cho Hải luôn. Con này đẹp kìa. Mấy chị. Trời ơi xỉu luôn ấy. A mấy? 5. A5 dùng cho em 99 ngàn. Rồi lên liền cho em mà A5 99 ngàn dùng cho em nè mấy chị. 65kg đổ lại mình nữ mình mang cũng được nha. Đẹp lắm luôn ấy bà ơi. Túi thiệt luôn ấy. Nhìn cái cổ áo nè. Nhìn cái cổ áo nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đi mấy chị. Siêu siêu viết luôn. Phải là gọi là đỉnh nha mấy chị nha. Con áo này chắc không có 2X đâu cả nhà. Phải là hàng 5XX nha mấy chị nha. A5 99 ngàn. Rồi lên liền cho em mã A5 dùng cho em 99 ngàn dùng. A4 hết rồi mấy chị. A4 rồi lên liền cho em A5 đi cả nhà. A5 nha mấy chị nha. 99 ngàn dùng cho em. Siêu siêu viết luôn á trời ơi. Xịn lắm cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Nhìn cái cổ áo nè. A5 Tina Mini. Trời ơi, cái đó em có đọc sai đó chị Kim Oanh ơi. Yeah. A5 99 ngàn đi Tina Mini. Trời ơi, nó đẹp lắm luôn á cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên nhanh nha mấy chị nha. A5 lên giúp em 99 ngàn cho Nguyễn Thùy. Lên liền cho em mã A5 đi cả nhà. A5 99 ngàn cho chuyện cũ mềm. Bên em có đọc là 65kg đổ lại đó chị Nguyên Kim á. Chị lấy A5 lên mã A5 giúp em à. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè mấy chị nè. A mấy? Rồi lên liền cho em mã A 6 dùng cho em nè cả nhà. Rồi lên liền cho em mã A6 dùng cho em nè mấy chị. A6 này là em có cho mấy chị nha. Đây mấy chị ơi, A6 dùng cho em. 58kg đổ lại men ok. Ôi nó mê gì đâu mấy bà ơi. Nè con áo nó theo nè mấy chị. Mà nó xịn lắm luôn. Nó chỉ có 2 con duy nhất nha. 60kg rửa lại may ok dùng cho em. Chốt liền cho em mà A6 dùng cho em. 2 con duy nhất thôi nha. Đẹp quá. A6 đi em 99 ngàn. 2 con thôi nha. Chờ lấy chốt liền cho em mà A6. Rồi em lên cho mấy chị bộ nha. À, lên cái con này đi. Lên mà A6 2 con duy nhất 99 ngàn. Lên liền cho em mà A6 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mà A7 dùng cho em 99 ngàn. Đây mấy chị, con này là 75kg đổ lại dùng cho em. 6 cho Liên Hương, Liên Hương. Em nói thiệt luôn mấy bà ơi, chứ bao giờ mà em thật sự luôn á, nhiều lúc đi shop ở đây nó còn không có bán cái con áo như thế này luôn á cả nhà. Nè, nhìn cổ áo này. Bạn nào mà bán đồ nam hay là bạn nào mà sành hàng một chút xíu ha, nhìn cái cổ áo là biết hàng xịn hay không nha. Đây nè mấy chị nè. Trời ơi, không tin được luôn á, ở đây nó sẽ làm nổi cho mình. A7 Hiền Huyền nha, lên liền cho em mà A7 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A7 dùng cho em đi cả nhà. Lên liền cho em mã A7 nha mấy tình yêu nha. 65kg đổ lại dùng cho em nè. Mới đặt bả lan, chỉ đặt còn phải lan. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em hả? Mới đặt bả lan chứ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mấy chị. Cái này 65 tới 75kg mặt phôm rộng quá cả nhà ơi. Đây nè, cái phôm A7 lên giúp em à, cho dư hấu. Phôm to luôn á cả nhà. Đây mấy chị nhìn hàng nè. Không phải là phôm nhỏ chút ép hay là phôm ôm đâu. A7 Tina Mini. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 65 tới 75 đều ok hết tất cả nhà, vải đẹp lắm. A7 Diệp Xuân Yên. Rồi lên tiếp nha mấy chị. Lên mã A7 99 ngàn cho em đi ạ. Cái này
nào nó có size là em sẽ bóc size cho mấy chị á. Rồi con này em có được cho mấy chị hai size này. Lên mã 799 này cho mấy chị ạ. Rồi lên nhanh nha mấy chị luôn nha. Rồi lên liền cho em mã A8. Em có L, XL và XL. A7 chứ không? Có rồi, A7 là cho Nguyễn. Rồi siêu VIP luôn mấy chị, đơn giản nha. A7 Nguyễn Chi. Rồi lên liền cho em mã A8 dùng cho em. Vì mấy bà mà đòi hàng là bữa sau không có nữa nha. Em nói thiệt luôn á. A7 là cho Nguyễn có rồi à. Giờ lấy A7 lên mã A7. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A8. Em có L, XL và 2XL nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã A8 dùng cho em. Đây em cầm cái con L mà mấy chị nhìn phone này, nhìn dùng cho em nha mấy chị nha. L là 65kg, ok la luôn. Rồi lên liền cho em mã A8 dùng cho em, lên size dùng cho em. A7 kiều trăm lên. Rồi lên liền cho em mã A8 đi cả nhà. A8 lên size L, XL và 2XL. Chút nhanh nha mấy chị nha. Lên lên cho là tắt eo. A8 mấy chị kèm size lên cho em mấy chị. Rồi lên liền cho em mã A8 kèm size dùng cho em. Hàng nó VIP Pro lắm mấy bà ơi. A8 size 2 đây, 99 giờ hình hoàng. VIP Pro nha, phải gọi là VIP luôn á cả nhà. A8 size L và 2XL cho Huyền Huyền. Rồi lên bộ nha. A8 lên giúp em kèm size đi chị Nguyễn Chi. A8 size đeo cho Kim Khuyến. A8 kèm size lên giúp em đi ạ. A8 size đeo cho Kim Khuyến Nguyễn Thị. Em nói xương xương cái quần này ra ngon, mấy bà mua cho chồng mấy bà cũng 100.000 à. A8 CL Nguyễn Chi. 100.000 là cái chỗ mà người ta bán hàng mà kiểu như là hàng rẻ cả nhà nha. Đây giá rẻ cả nhà. Còn đi sốt thì phải là tầm khoảng 150 cái quần này, đúng không cả nhà ơi. Nguyên set luôn, bán cho mấy chị 119.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A mấy? A9 dùng cho em. A9 em có size XL. A8 em chỉ còn CL thôi mấy chị ạ. XL và 2XL như mấy tình yêu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A8 chốt cho Khoa Hồng con CL cho đại cho miệng con CL hết luôn. 100kg nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã A9 nguyên set dùng cho em. Em có size cho mấy chị là size XL và size 2XL với giá là 119 nha cả nhà nha. 119.000 một cái set như thế này, hàng siêu cấp nha mấy bà nha. Chốt nhanh thì có, chậm tay là hết nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A9 kèm size lên cho em ạ. XL và 2XL 119.000 ạ. Này mặc đi chơi đồ em mình mà nữ mình may cũng được nghe. Nữ mà chị nào sao đeo cho Kim Khuyến. Nữ mà chị nào thích mặc cái form mà rộng rộng như thế này là mang tốt hết đó. Hải lại thích mặc cái form như thế này đây. Ai chính kèm sai cho em. Rồi lên liền cho em mà ai chính sai đeo cho Ruby Trần. XL và 2XL nha cả nhà nha. 119. Ai chính sai đeo cho Hiền Huyền. Quá là rẻ luôn mấy bà, múc ngay và luôn đi mấy bà ơi nha. 119.000. Ai chính sai đeo cho Phong Lan. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. XL là mấy chị nào mà cho chồng. Ai chính sai đeo Nguyễn Thị Mai. 75kg nha. 2XL là 85kg dùng cho em coi vậy. Ai chính sai đeo Kim Oanh. Nha. Rồi nhanh dùng cho em mã dùng cho Hải đi cả nhà. Em có mua cho người yêu không? Chính xác đeo và hãy đeo cho Nguyễn Ăn đi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mấy chị. Mấy bữa nay vì sao mà em bán ghé mấy chị nghe. Mấy chị đi chứ. Chính xác hãy đeo cho Huyền nha. Khách em không mình mấy, mấy ngày nay em không đọc được không mình mấy chị. 8 em hết rồi. Có nhiều bạn nhắn tin hả? Chính xác hãy đeo cho Nguyễn màu. Chị có làm gì hay không mà sao chị không mình mãi em có đọc tên. Em thề luôn em không có thấy. Đeo cho Lan Thảo Nguyên. Em không thấy cả nhà ơi. Mà thành ra mấy bữa nay em cứ ngồi em khóc hoài. Chính xác đeo cho Hằng Nguyên. Tại sao mà em bán, không biết vì sao mà em bán chậm như vậy mấy chị không mình em không đọc được. Chính xác hãy đeo cho Hình Hoàng. Nha, nó bị ẩn không mình đó cả nhà ơi. Mà mặc dù là nhà em có hệ thống rồi đó. Nhưng mấy tình yêu nha. Có nhiều chính xác hãy đeo Kim Oanh có rồi ạ. Chính mấy gì kèm sai đây chứ em mới chờ XL và 2XL mấy chị nhỉ. Chính xác XL cho Thái Hiền. Nhiều khách nhắn tin là Hải ơi sao chị không mình mấy hôm nay mà không có đọc. Chính xác XL cho Hiếu Nguyễn. Rồi lên tiếp nha mấy chị. Chính xác XL cho chị Thấm. Chính xác không có CL chị Nguyệt bên SM ạ. Chính xác XL cho Hiên nè. S mà nó to như vậy nè bé. Tại vì phun nam mà mấy chị. Đây nè, S này mấy chị nè. Chính chị Hiền Nguyễn kèm size lên giúp em đi ạ. Đây mấy chị. Cái phun chính hai đeo cho Kiều Trâm Lan. S nam này phải là phun 50, 52, 53kg là mang ok la luôn đó cả nhà. Chính size XL cho Nguyễn 87. Rồi lên liền cho em mã A10 dùng cho em. Em có S và em có L. Hạnh Nguyên có A9 rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Chính size XL cho Thiện Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã A10 dùng cho em. Em có S và em có L nha.
S và L nha cả nhà nha. Ruby Trần có đeo rồi nhỉ? 99.000 dùng cho em. À, chính sẽ đeo cho Hân Lê. Rồi cái này em có được hai con thôi, một con S với một con L. Rồi lên liền cho em mã A10. Ai chính sẽ XL cho Huyền Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã A10 S với lại L dùng cho em có. Xong 7 màu có rồi. Ai chính sẽ 2 đeo cho Thùy Quyên. S và L nha mấy tình yêu nha, hai con duy nhất. Ai chính sẽ XL cho Lệ Thủy. Chị Thiên Nguyễn có rồi ạ. À. Ai chính size 2 XL chị Kim Oanh có rồi ạ. À. Rồi mấy chị chuẩn bị bấm con siêu phẩm. Em thấy Dương Nguyệt Minh SM nha. Nhưng mà em không size XL cho Ngọc Thanh Phan. Mã đó em không có L cả nhà. L. Ai chính size 2 XL cho Lý Võ. L, XL, 2XL. Trời ơi. Ai chính size XL cho Nguyễn Vy. Đẹp quá cả nhà ơi. Đây, mấy chị nhầm, em cầm form size L nha. Form size L nha cả nhà nha. Đây cả nhà, không hề chính nhỏ. Không có size L ở chị Nguyệt Minh. Nha mấy bà nha, em nói rồi, form không hề nhỏ nha mấy chị. À, chính nha. Size XL và 2XL cho Khoa Hồng. Size L nha, hai bà Hải mặc cũng được luôn. Nha. Yeah. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Ai chính xe đeo lại thì có rồi, ai chính xe 2XL cho Nguyễn Thanh. Mấy chị ơi, chị nào chưa đọc tên thì không mình lên nha, nó bị ẩn lắm mấy bà ơi. A9CL không có gì Nguyễn Ngọc Thủy ơi, em có XL và 2XL thôi. A9CL cho Loan Phạm. Hát em cứ nhắn tin Hải ơi, hai hôm nay, ba hôm nay sao Hải không, chị không mình mà không có thấy đọc tên gì hết trơn, không thấy. A9CL cho Nguyên Di. A9CL cho Phan Mai Loan. A10 chưa có đọc mấy chị ơi. Ok mấy chị. Set là 119.000, áo là 99.000, S với lại L. Đó cái đó S, còn đó L. 99.000. Ừ, 99.000. A10 sẽ cho anh Trà Lê. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A10 sẽ L Phong Loan 11 nha, em sẽ lên cho mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mã 11. Hết A10 rồi. L, XL và 2XL. Rồi lên liền cho em mã 11, lên size dùng em đi cả nhà. Mười một mấy chị kèm sai lấy giúp em mấy chị nhở? Nha, nhìn mấy chị đẹp lắm. Còn lên liền cho em mã dùng cho em 11 lên sai. Chị Lệ Thủy lúc nãy có A9 rồi chị nhở? Còn lên liền cho em mã 11 kèm sai L. Lý Võ có A9 rồi. XL và 2XL nha. Còn lên liền cho em mã 11 lên sai dùng cho em. Lên liền cho em mã 11 kèm sai. Em có L, XL và 2XL nha, 99.000, áo là 99.000 nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 11 cái gì kèm size giúp em ạ. Rồi lên liền cho em mã 11. À, chính size đeo cho Nguyệt Minh SM. Rồi lên liền cho em mã 11 dùng cho em nè. 11 nha cả nhà nha, L, XL và 2XL dùng cho em. Siêu siêu đẹp luôn á cả nhà, chốt ngay và luôn nha mấy chị. 11 kèm size giúp em 99.000 nha mấy chị ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 11 size L, ba lớp kim 11 nha. Cả nhà ơi nhìn cái cổ áo dùng cho em với. 11 kèm size lên giúp em ạ. Ờ em nói thiệt sự luôn á cả nhà nha. Cái lô áo nó viết thật sự luôn. 11 size 2 đây cho Kim Khuyến. Rồi lên liền cho em mã 11 lên size dùng cho em. A10 em hết rồi ạ. Rồi lên liền cho em mã 11 size 2 đây cho Trân Trân. Lên liền cho em mã 11 đi cả nhà. 11 kèm size giúp em ạ. Rồi lên liền cho em mã 11 ai chính xe đeo mình có rồi chị Nguyệt Minh ơi mà. Rồi lên liền cho em mã 11. 11 xe lờ hàng trần. Lên liền cho em mã 11. 11 có gì kèm sao lên giúp em ạ. 11 xe đeo cho Nguyễn Hân đi. Con nó cho mẹ một áo nam nữa nghe. 11 kèm sao lên giúp em. A10 đó hết rồi chị Hi Anna, Hi Anna ơi. A11 lên giúp em ạ. Xem like chấm bài tương tác chia sẻ like lên giúp em mấy chị ha. Mấy chị ơi xem like cho em xin phút phải tiên xả like nha. Còn đây còn đây. Rồi không có nhận Nguyễn Thị Mỹ. Mã mấy à? 12. Rồi lên liền cho em mã 12 này là em có L với lại em có XL. L với XL nha mấy chị nha. Con này L cho nam này mấy chị nha. Cho nam tầm khoảng 60kg dùng cho em. 60kg nha mấy chị nha. XL cho nam tầm khoảng 65-67kg cũng được nha mấy tình yêu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Cái dùng cho em mã dùng cho em áo polo dùng cho Hải. Em có L và có XL lên liền cho em mã 12 lên size L với L dùng cho em. L với L nha, áo polo dùng cho em mà màu này đẹp mấy chị. 12 cho size L bán lên.
Rồi lên liền cho em mã dùng 12 kèm size L với lên liền cho em mã 12 kèm size dùng em ha. Size L với size L dùng cho em. Áo nam có cổ dùng cho em. 12 size L cho Kim Quyến. Lên liền cho em mã 12 nha cả nhà nha. 12 dùng cho em. L với lại XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 12. Kim Quyến ơi, chọn thêm thì cọc với em 200 vào tài khoản đi rồi chốt tiếp gì nha. Rồi lên liền cho em mã 12 dùng cho em đi. 12 lên size L với L dùng cho hãy. 12 size L thì Dương 99.000 vì mấy chị cầm cái áo lên đi mấy chị ghi. Kim Quyến chọn thêm thì cọp với em 200 vào tài khoản đi chốt tiếp ạ. 12 size L Dương Lê. Nhưng mà nó chỉ có duy nhất một lô thôi cả nhà ơi mấy bà. 12 size L cho Phú Quý. 12 bên chỉ còn size L 99.000 thôi ạ. Hết XL ạ. 12 size L cho Hiena. 12 size L Hình Nguyên Thảo. Lên mã 12 size L cho em mấy chị ơi. 12 size L Mỹ Dung. 12 CL lên còn một con cuối cùng giờ lấy cho liền cho em ạ. Mã 12 CL cho Nguyễn Loan hết 32. Rồi cái này là em có đủ size cho mấy bà luôn nè. Không, cái này em có size S, size M và size L nè. S, M và L dùng cho em. Nè cả nhà. Hết mã 12 mấy chị ạ? Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em mã 13 dùng cho em. S, M, L dùng cho em. S, M, L nha mấy tình yêu nha. Những cái form áo này bình thường mấy chị mình đi shop á mình mua chồng may size gì là mặc size đó bình thường à. Mấy chị có thể tăng thêm size nha cả nhà nha. Nếu mà chồng mình ốm quá thì mình hạ size, còn không mình tăng size bình thường nha. Tại vì nam thì mặc rộng mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 13 lên size dùm em. Em có size S, size M và size L. S, M và L nha cả nhà nha. S, M, L dùng cho em mấy chị này. 13 kèm size đúng em ạ. Chị nào có con trai mua cho con trai cũng được nha. Có 99.000 thôi cả nhà mà hàng nó đẹp lắm. 13 size L cho thì lại thu. Thiệt luôn mấy ông, để giờ tôi đứng nói hoài luôn, nó đẹp lắm cả nhà ơi. 13 bên chỉ còn S, M thôi. 13 size M cho Tiến Thanh, Tiền Thanh. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 14 dùng cho em này, size M luôn cả nhà. 14 size 13 bên còn một con S, một con M mấy chị ạ. 12 hết rồi. Nha, M này là M phải là 60kg. 13 size M Phong Loan. M này là M 60kg đó cả nhà nghe. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy? 14 dùng cho em này. Đó, 60kg là 13 S cho Diễm Hoài. Rồi lên liền cho em mã 14 dùng cho em, 60kg là mặt rộng thoải mái luôn, có 2 con thôi. 14 có 2 con đâu cả nhà. Lên liền cho em mã 14. Ok, Mỹ Dung ạ. Lên mã 14 lên cho em mấy chị ạ. 14 size M 99.000 là cho em. 14 size M Nabi. Lên mã 14 kèm size M cho em 99.000 ạ. Size M là cái gì Lê Điển Phương ơi. Rồi lên tiếp nha mấy tình yêu nha. 15. Ôi. M, L, X, L, H, L. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 119.000. Cô Kim Quyến chứ có gì đó. 200. Rồi. Ok chị Kim Quyến ạ. Lên liền cho em mã mấy? 15. 119.000 lên size M, L, XL và 2XL nha mấy chị yêu nha. Rồi lên size dùng cho em nè mấy chị nè. Em đang cầm size M nè mấy chị nè. Nha. Rồi lên nhanh dùng cho Hải đi cả nhà. 15 size cho Hoa Trần. Rồi lên liền cho em mã 15 lên size dùng cho em. Nha, size S, size M, size L, size L và size HL nha, 119.000 một bộ. 15 size 2XL cho Trần Trần. 119.000 mấy chị. 119 nha mấy tình yêu nha. Rồi lên liền 15 size cho chuyện của em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 15 lên size, size M, size L và size 15 size M Nguyễn Thu Thủy. Rồi lên liền cho em mã 15 lên size dùng cho em. Mua cho chồng đi cả nhà ơi nha. 15 size XL cho Lê Viên. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 15 dùng cho em. 15 lên size 15 mấy chị kèm size giúp em nha. Có trong size trong M, rồi à. Size L và size chuyện cũ mà em có rồi L, à. Size HL nữa, 4 size nha cả nhà. 15 size L cho Nguyễn Hằng này. Rồi lên liền cho em mã 15 lên size dùng 15 size L Nguyễn Ngọc Thủy. 15 kèm size nha mấy chị yêu nha. M, L, XL và 2XL. Nếu mà chị nào không mua cho chồng 15 size L cho Nga nha, thì mua cho con. Mà nếu chị nào chưa có chồng thì mua cho em nha mấy chị yêu nha, em trai 15 size M thì lại thu. Rồi lên liền cho em mã 15 lên size dùng cho em. 15 mấy chị kèm size lấy cho em mấy chị ạ. 15 size L Nabi. 15 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mấy chị. Chị Hỷ ơi, cái này mình mặc S 15 size L cho Như Hậu. Cái này nó có dây rút này mấy chị. Nha, nó có dây rút hết cả nhà. Dây rút 15 size L Huyền Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 15. 15 mấy chị kèm size lấy cho em size M Viên Viên. Rồi mấy bà ơi, thẩm dùm tôi cái con 15 em chỉ còn size L, XL và 2 đây mấy chị, hết M ạ. 15 size 2 đeo cho Hà Nguyễn. 15 size 2 đeo cho mèo nâu. Mình may nha mấy bà nha. Mình may đẹp. Nói
15 Nguyễn Ngọc Thủy CL có rồi ạ, 15 set đeo cho Nguyễn Thư. Trời ơi, nó đẹp lắm luôn á cả nhà ơi, nhìn cái cổ áo này. 15 CL bên bo. Mê luôn á cả nhà ơi, siêu siêu đẹp. 15 set đeo cho La Thảo Quyên. Nhìn cái cổ áo dùng cho em đi. 16. 15 Nguyễn Thị Truyền kèm size với em, dưa hấu có rồi, Nga Hằng có rồi ạ. 16 nha, 16 này mình mua cho 15 set đeo cho Ngọc Thanh Phan. 16 này rất là đẹp luôn, 99.000. Nha. 15 size M hết rồi chị Liên Hương, Liên Hương size M hết rồi chị Lê Giải Lê ơi. Rồi lên liền cho em mã 16, 60kg đổ lại men ok, nhưng mà mình chốt cho mình đi cả nhà. 15 size đeo cho Nguyễn Nguyễn. Đẹp xuất sắc luôn, hãy che cái tay lại nha mấy chị yêu nha. Đây nè. 15 mấy chị kèm size lấy giúp em ạ. 15 size 2 đeo 2 bộ kiều trăm lên. Cái cổ áo của nó quá là đỉnh luôn ấy nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 16 dùng cho em. Lên liền cho em mã 16 đi cả nhà. 15 size L hàng tròn. Nha. Một à 99.000, mã 16 là 99.000 áo dùng. 15 xe đeo cho Hưng Lê. Mê quá trời mê luôn. 16 này mua cho mình may cả nhà ơi. 15 xe đeo, 2 đeo cho Nguyễn Hồng Lý. Nha, tan sườn dùng cho em. Mấy chị ơi xem like cho em, xin nút thả tim thả like nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã 16 dùng cho em đi cả nhà. Chốt liền cho em mã 16. 15 xe đeo Tina Mini. Rồi lên liền cho em mã 16, 99.000 dùng cho em, hàng siêu siêu cấp luôn. 15 xe lợi Bimbo có rồi ạ. 15 xe 2 đeo cho Nguyễn Thùy. Rồi chốt liền cho em mã 16, có 5 con thôi cả nhà. 15 xe 2 đeo cho Dưa Leo. 15 xe 2 đeo cho Trang Anh. Rồi chốt liền cho em mã 16, 16 nha, có 5 con thôi, em lấy 1 15 xe mờ bé mất rồi mấy chị ơi. 15 xe đeo cho Diễm Từ. Là cái này nó đem vô chưa? Hay là... Huyền Nguyễn có rồi ạ, à. Nguyễn Thư có rồi, Dư Đấu có rồi ạ, à. 15 ngay đặng có rồi ạ, à. 15 xe M hết rồi chị Nguyễn Chi ơi, 15 xe L Hương Lê. Bên em hết xe M ạ, à. 15 xe 2 đeo cho Bích Hương. Anh giống áo. 15 size 2 đeo cho Bảo Hiếu. Giống người Bảo Hiếu à. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 15 em chỉ còn size L mới đeo thôi. Hết 2 đeo luôn ạ. À. Anh là cái gì? Ở nhà anh. Hả? 15 size L Loan Phạm. Ra ngồi anh là cá mập, về nhà anh là cá con hả mấy chị? Hả? 15 size đeo cho Phượng Bích. Đúng không mấy chị? Đây, cái em sẽ có con set này nha mấy chị hiểu nha. Mặc vô. Ra đường anh là cá mập, 15 xe đeo Thái Phan cá con nha. Để em một chút xem sẽ lên. Rồi lên tiếp nha mấy chị yêu nha. Cái mã áo này là mã mấy? 16. Vậy là mấy chị đừng có lên trước nha, từ từ nha. Cái mã này là mã 17 đó. Từ từ đi mấy bà ơi. 15 em hết xe M rồi mấy chị ạ. 15 xe L cho Tiền Thanh. Từ từ nha. Mở chai mà lên mã 15 không biết đường luôn anh. 15 xe đeo cho Kim Cúc. 15 xe 2 đeo em hết rồi. Từ từ nhớ mấy chịu nha, để Vương chốt hết đó cả nhà ơi. 15 xe L Lê Thị Hải Lê. Chốt đi cả nhà ơi, chắc 5 em bán được lần đó cả nhà. 15 xe L hàng trần có rồi mà 2 đeo bởi có rồi ạ. SE 70kg á chị Thư, SE 70kg mang vừa. 15 xe đeo Nguyễn Nguyễn có rồi ạ. Mười sáu gì? 16 là sai 99.000 không? 16 kiều trăm lên. 15 em hết sai hai đeo rồi. Kim Cúc có 15 rồi chị nhỉ? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. 16 sai không có sai nữa. 16 thì là lấy mã 16 lên mã 16 99 như Nguyễn Thị Truyền. Rồi, lên nha mấy chịu nha. Đơn đi rồi chị Ngọc Thanh Phan ơi, tất cả các đơn hàng mình đi hết rồi chờ 16 cho hàng tròn 147. Rồi lên liền cho em mã 10. 16 Nguyễn Chi. Rồi lên liền cho em mã 17. Kèm size M, L, XL và 2XL. Rồi lên liền cho em mã 17, lên size dùm em. M, L, XL và 2XL nha mấy tình yêu nha. Chuyện của mèo như là lấy 16 đó nha. À lấy 17 đó nha, chứ không phải là lấy 16 đó. Rồi lên liền cho em mã 10
7 lên size dùm em, size S, áo quần size M, size L, size L và size XL nha mấy chị nha. Đây cả nhà, cái quần này mua 200 rồi đó cả nhà. Nha, cái áo này bá trái 17 mấy chị, kèm size lý với em 119 ngàn ạ. 119 ha mấy chị, lên size dùm em. M, L, XL và 2XL dùm cho em. Vậy XL Phong Lan. Rồi lên liền cho em mã 17 dùm cho em này cả nhà. 17 kèm size lý với em đi ạ. Rồi, cái này 85kg nó thiệt mấy bà luôn á. Siêu đẹp luôn. 17 XL và XL cho Mỹ Anh đây. Rồi lên liền cho em mã 17 lên size M, L, XL và 2XL dùng cho em. Kèm size vô nha mấy chị. 17 xé đeo cho chuyện của mẹ em. Đẹp nhỏ em. Mà hai mà hải mặt luôn đó. 17 xé đeo cho Nguyễn Thư. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đi cả nhà. Lên liền cho em mã 17 lên size. 17 xé M anh Cà Lê. Lên liền cho em mã 17 lên size dùng. 17 xe 2 đeo cho Thoa Trần. M, L, XL và 2XL dùng cho em. Siêu VIP mấy bà. 17 xe L mình lên thẳng không. Lên liền cho em mã 17 lên size nha mấy chị yêu nha. Phải đẹp quá à. 17 xe L Phong Lan có rồi, Nguyễn Lư có rồi ạ. Cả nhà nhìn cái cổ áo này. Anh Trà Lê có rồi, 17 xe 2 đeo cho hàng chồng Aroa. Đẹp quá trời đẹp luôn, ở đây theo cho mình nè. Nhìn cái quần này cả nhà. 17 xe 2 đeo cho Mỹ Hồng Lý. Rồi lên liền cho em mã 17 119 ngàn bằng chưa bằng 17 size 2 đeo cho bằng thì rồi thương. Mấy chị ơi chưa bằng mình mua một cái áo cho mấy ổng luôn ấy. Áo nem rất là đắt nha cả nhà nha. Nguyễn Lê Cảm ơn có rồi 17 size L Nabi. Mà đây là đồ kiểu nữa chứ không phải là mấy cái hàng mà 17 size L Lê Hùng. Rồi lên liền cho em mã 17 lên size dùm em. M, L, X, L. 17 size L Hương Lê. Rồi kèm size vô đi cả nhà. 17 mấy chị kèm size giúp em sẽ đeo cho Thái Hiền. Để chị lên cái con vẽ xe M Bo Đoàn. Vẽ xe L Trang Hình. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đi cả nhà. 17 lên size dùng em. M, L, XL. Vẽ xe L Huyền Nguyễn. 17 Nguyễn Thị Truyền kèm size với em gì nhỉ? Anh Trà Lê có rồi ạ. 17 xe 2 đeo cho Bích Hương. XL là 85kg đổ lại cả nhà nên mấy chị về. Mấy chị cứ tục size xuống XL thôi. XL cho Mai Phương. Xịn lắm mấy bà ơi. Nha. 17 xe 2 đeo cho Nguyễn Thanh. 17 xe 2 đeo cho đồng nữ Thu Huyền. Rồi con này em có được có 2 con. 17 xe L và xe XL chị Nguyễn An đây có rồi ạ. Với xe L Kim Khuyến. 17 em hết xe L mấy chị nhỉ. 17 em hết xe L ạ. 17 xe 2 đeo hàng trần có rồi. 17 xe M Liên Hương Liên Hương. Rồi cái này em có 2 con thôi nha mấy chị yêu nha. 65kg đổ lại size L dùng cái nha. 65-70kg cũng ok cho Hải luôn nè. Phôn rộng. Cô có cho mở mét cái này. 18 có 2 con. 17 xe L. Hết xe L thì chị lo Thảo Yên ơi. Nha 18 phải có 2 con duy nhất. 17 xe Mai Phương có rồi. 17 xe cho Phú Quý. Cái này bạn nào lấy bán áo nữ cũng được nha. Có 2 con thôi cả nhà ơi. Áo thì nó có ít lắm mấy chị yêu nha. Áo ít lắm luôn á. 17 size 2 đeo cho Bảo Hiếu. Áo siêu ít nha mấy bà ơi. 17 size L hết rồi chị Ánh Nhã ơi. Nguyễn Hồng Lý có mã 17 size 2 đeo rồi. Hương Lê có size L rồi. Rồi lên liền cho em mã 17 đi. Em cầm lại mã 17 cho mấy chị xem ha. 17 đem chị hết size L rồi Hồng Khoa. 17 size đeo cho Khoa Hồng. 17 là còn size gì ạ? Size L đó. Rồi 17 là em còn size M, size XL và size 2XL nha mấy chị yêu nha. Đây mấy chị, em còn M, XL và 2XL nha mấy tình yêu nha. Giờ lấy thì chốt đi dùng cho em mã 17 đây nha. 17 này cả nhà. 75kg là chị lấy size XL nha. XL 2XL tùy mình ha. Tại vì nếu mà chị nào thích chồng chồng mình mà múp múp á thì mấy chị phải tăng lên size nha mấy chị nha. Rồi chị Nguyễn Thị Minh. Rồi chưa nghe bên lộc tên lên phải liên tục với em đi ạ. Coi giãn cho mình nè. 17 size 2 đeo cho Trang Anh. Mà form nó to đó cả nhà không? Không phải là form ôm mà hàng nhỏ đâu nha. Đây nè. Form rộng mấy chị nhìn. Mấy cái áo em cầm là biết nha mấy tình yêu nha. Đây. Đó mấy bà canh canh chồng mấy bà múp nữa nha mấy bà nha. Mập nữa. 17 size L em mới ạ. 17 size L cho Đặng Trang Linh. Cao nha mấy chị yêu nha. Hoặc là lùn nữa mấy chị nha. Rồi lên nhanh dùng cho em mã dùng cho em với. Nhưng mà form 17 size M thì quên. Áo rộng không phải là form ôm nha mấy tình yêu. 17 em chỉ còn size XL và 2 đeo thôi ạ. Rồi 17 là em còn XL với 2XL. 17 là em còn XL và 2XL mấy chị. Hết size M rồi chị La Thảo Yên ơi, hết size M rồi nha. Đẹp quá. 17 size XL Tina Mini. Cái set này mang đúng đẹp. 17 em chỉ còn size 2XL thôi mấy chị nhỉ? 17 em còn size 2XL. 2XL
17 size L bác ấy. 17 em còn size 2XL. Cái bà yên tâm chồng cứ mua rộng. 17 size 2XL lên giúp em đi ạ. Ông nào chẳng ưng mang rộng mấy bà ơi. 17 lên size 2XL giúp em mấy chị ơi. 17 size 2XL cho ngay đặng. Rồi 18 em có 2 con duy nhất, 2 con thôi nha. Rồi lên liền cho em mã 18 2 các con. Các anh có rồi chị nhỉ. Đây cho mấy chị xem lại con áo mã 17 em chỉ còn size 2XL thôi ạ. 2 con thôi 99.000. Cái này nữ mình mang cũng được nha. Nữ mình mang ok luôn á. Gửi size 2 đây cho Thảo Vân. Mười bảy size 2XL lên giúp em ạ. Đông nữ Thu Huyền có rồi ạ. Mười tám là 99.000. 18 Nguyễn Thư 99. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 20 dùng cho em nè. Ôi 20 nha. Chị Trang Lê chị chưa có mã nào chị hả? 20 dùng cho em nè. Đây 20 nha. 18 vô Nguyễn Thảo 99. 60kg là mặt rộng nha mấy chị nha. 65kg là chị nào có chồng cao. Ok. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho 17 lại sang 2 đây cho đi Nam Nguyễn. Mã mấy em? 19 dùng cho em. Lên liền cho em mã 19, 99.000 có 3 con thôi. 17 em chỉ còn size 2XL thôi chị Minh Châu ơi. Hay cả nhà ơi. Nha, siêu cấp luôn á, hàng nó rất là xịn nha. Chốt liền mấy chị, nhìn cái tag. 19 3 con. 17 size 2XL cho Hình Hoàng. Mười bảy xe hai đeo cho ông Phúc Nguyễn. Rồi cái này mình mang mấy bà ơi nha. Rồi lên liền cho em, tại vì cái này là size tầm khoảng 5, tầm khoảng 55kg. Lên mã 19, 99.000 cho em đi ạ. Nha, nam 55kg thôi nha, mình may ok luôn. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã mấy anh? 21 luôn đi. 21 nha, tại nhà nha. Rồi lên liền cho em mã 21. 19 Nguyễn Lê Thảo Ngân. Em lấy một con. 19 Đặng Gia Đi Linh. Em chốt 3 con thôi nha. Trời ơi, tự nhiên thích quá mấy bà ơi. Chị nào có con trai mà 55kg đủ lại. 19 Phong Lan. Còn lên liền cho em mã 21 dùm cho em. 21 nha. Trời ơi, đẹp quá nhỉ. Còn lên liền cho em mã 21 dùm cho em. Về cầm cái vải đi khách ơi. Em nói thiệt luôn ấy. Nó xịn gì đâu luôn ấy mấy bà ơi. Lên mã 21 chú em đi ạ. Con này là cái biểu tượng một cái chị đừng lên mã trước mấy chị ạ, mấy con em đọc lại mã khác à. Rồi lên liền cho em mã 21. Rồi chốt liền cho em mã 21. 21 Kim Khuyến. Rồi con này 21 lên cho em 99 ngàn đi ạ. Viên Viên 21. Rồi mấy bà chuẩn bị bấm 21 Phú Quý. Hết mã 21 ạ. Cái con này lúc nãy nó có một con rồi. Có kéo ra chụp hình. Này mấy chị 22 à. Rồi lên liền cho em mã 22 nè mấy chị. Trời ơi 22 dùng cho em đi mấy chị ơi. Nha, nam nữ đều mang ok hết nha. Cái này là mình mang đẹp ngất luôn đó mấy bà. Khoa Hồng lấy con này nè em. Đây nè, đẹp chưa. Rồi lên liền cho em mã 22 dùng cho em. Hết rồi chị ơi, chị ơi. 22 nha mấy chị nha. 60kg mang ok luôn nha mấy tình yêu nha. 60kg là nam mang rộng đó cả nhà. Đây nè. Đó, mang rộng thoải mái luôn á, đẹp chưa. Trời ơi, xuất sắc. 22, 99.000 rồi chú em ạ. Rồi lên liền cho em mã 22. Chị Hằng Trần 147 ơi, chọn thêm thì cọc với em 200 và tiền khoản là số chiếc chị ạ. 22, 22 cho Hằng Trần. Lên liền cho em mã 22. 22 Đoàn Thị Thùy Trang. 22 nha. Còn nhỏ lọc cái con này đi. 22 Bèo Nâu. Rồi lên liền cho em mã 22 Nguyên Kim. 23 nha cả nhà nha. 22 lên giúp em 99.000 hàng trần có rồi. Chị hàng trần chọn thêm thì cọc liền giúp em đi chị nhá. 22 chú xong Hiểu My. Rồi lên liền cho em mã 23 dùng cho em. 23 mấy chị tời xíu nha. Để em nhà em lọc size rồi nha mấy bà nha. Lọc size đó. Đặt lên hết mà em bắt bỏ đi. Lo nó cũng còn mấy lần. Hả? Rồi cái này em có S, L, XL và 2XL. S, L, XL và 2XL nha. 119.000. Lên size dùm em. S, L, XL và 2XL. Chị nào lấy chút liền cho em. Xét này không có M nha. Nhớ dù có chị có cái size S thì có hả nào. S có một con mới à.
À, S có một set không cả nhà ơi? 119 thôi. 119 thôi. S là em chỉ có một set duy nhất thôi. Bà nào ưng mặc S thì chốt S này, chị nào mua cho con trai cũng được nha. Đây này S có S không? Thì S mà cũng to hiện. 23 lên giúp em kèm size CL La Thu Huyên 119. S này chị nào mua cho con trai mang được có cả nhà. 23 ML Nguyên Kim. S này có một set. 22 Nguyễn Thị Truyền. SL, XL và HL. 23. Rồi lên liền cho em mã 23 lên size SL, XL và 2XL mấy chị. S thì có một con thôi. Mở cần đấy. Mở ra đây. SL, XL không mở đâu, có mở đâu. 23 bên chỉ có xe S, CL và XL không có M mấy chị hả? Có áo thun phun rộng không? Tất cả đều là phun rộng hết chị, không có cái nào phun ôm hết á. Nha. 23 XL và 2XL cho mèo nâu. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 23 lên size S, L, XL và 2XL. Rồi còn hết size gì nữa? Em còn size S, size XL. S đó, cái đó là S nha. XL bấm để đi nha. 23 kèm sao lên cho em sẽ cho mình Thu Thủy. Mấy chị ơi xem like cho em xin lúc thả tim thả like tương tác bài viết nha mấy chị ơi nha. Hôm nay hàng rất là đẹp luôn nhưng mà lâu lâu mới có cả nha. 23 sẽ lừa mình lên thẳng hơn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 23 lên size dùm em còn L, XL với 2XL. 23 kèm size giúp em ạ. Em hết rồi mấy chị ơi. 2XL cho bạn thì hồi thương. Rồi lên liền cho em mã 23 đi. 23 chị Nguyễn Thị Truyền kèm size giúp em đi chị ạ. 23 size 2XL cho chị Yến Lê Thị Hà. 23 kèm sao đấy chứ em biết gì rồi. Rồi lên liền cho em mã 23 lên size dùm em S, L, ấu lục L, XL, 2XL hết S rồi cả nhà. Mèo đâu có rồi nha. 23 CL Mỹ Dung. 23 CL Nguyễn Thủy. Đẹp chưa? 23 CL Mỹ Dung có rồi ạ. À. 23 CL Nguyễn Thị Truyền. 23 lên size dùm em. À. Hai. Em cầm là XL. Em cầm là XL. 2XL. 23 size 2XL cho Thoa Trần. 23 cái gì kèm size như em bây giờ em chỉ còn size L và size 2XL thôi ạ. Rồi 23 em còn L và 2XL cho Phúc Nguyễn. L và 2XL nha. Chị nào lấy L chút L vậy hả? 23 kèm size giúp em mấy chị ơi, size L và size 2XL ạ. 23 size 2XL cho các bạn. Rồi lên liền cho em mã 24 lên size 2XL. Cho Khoa Hồng hai con size L nhá. Hết S hết S rồi Khoa Hồng ơi. Trời ơi, 2XL nha, 85kg dùng cho em, hai bà Hải mặc luôn. 23 La Thảo Yên có rồi ạ. À. Rồi lên liền cho em mã 23 Mỹ Dung có rồi, hết S rồi mấy chị ơi. 22, 24 99.000, áo là 99.000 nha. Set là bộ là 100. 23 CL lên thẳng con có rồi ạ. 24 2XL có 2 con. Áo nó có ít lắm cả nhà. Áo nó có ít nha, nên là mấy chị chốt nhanh dùng cho em đó. 23 CL cho xung 7 màu. 23 CL Nguyễn Huy. 23 em chỉ còn một con một set CL thôi mấy chị ạ. Mỹ Dung có rồi chị hăng em lập tên mấy chị ạ. 23 em chỉ còn CL thôi ạ. Hết em mấy chị nhá. Nguyễn Thị Truyền có 23 CL rồi. Rồi lên liền cho em mã 25 nè mấy chị. 23 CL cho ba mai xanh. 25 là em có M và em có L nha. M và L. 24 chưa Vẫn Thấy 99.000. M và L nè mấy chị nè. Nha, 99.000. Áo này cái vải nó mới. 24 Nguyễn Thảo 99.000. Cái vải nó mới lắm cả nhà. Hết 24 à. Vải siêu mới luôn á, 25 mấy chị. L M L dùng cho em. Ba con. Hai mươi lăm mấy chị kèm sai lên giúp em M và L. Rồi
em lên cho mấy chị con này nha. 25 CL cho mong lan. Rồi lên liền cho em mã 26. 26 là em có size M với size L. Chị nào lấy cặp mang đi cả nhà. Cái này mình mang áo cặp với chồng đẹp đó cả nhà. Người yêu cũng được. 25 mấy chị kèm size với em mà 23 hết mấy chị ạ. 25 CL mình thấy cả ngon. Đây con áo này mấy chị có thể mang cặp đi. Chị nào ưng lấy cặp thì chốt cho em một con M nha. Con này em chỉ có duy nhất một con M thôi nên là chỉ có một cặp thôi nha, một cặp thôi. Chờ lấy M thì chốt M, chờ lấy XL chốt XL dùm cho em. Lên liền cho em mã 26 dùm cho em. 26 nha, M và XL dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 26. 25 xe M thì lại thu. 26 M và XL ha. Cái này mấy chị lấy cặp mang đi, mấy chị cái áo này đẹp lắm mấy bà ơi. Đẹp lắm. Nha, có một con M duy nhất à. Lên liền cho em mã 26, M vết eo dùng cho em. Một con M duy nhất cả nhà. Ủa, hai con M hả anh? Đó. À, hai con. 26 mấy chị càng sai với em 99 ngàn à. 26 sẽ đeo cho Nguyễn Thư. 26 sẽ M mình lấy khả năng. 26 càng sai với em à. Đây, cả con này mình lấy mang mấy chị, size S. 26 sẽ M cho Trương Thị Thanh. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 27 nè. 26 em chỉ còn sẽ đeo thôi à. Nói chung là bà nào mà thích áo xịn á. 26 còn sẽ đeo thôi mấy chị ơi. Con này mấy chị mang vô tơ luôn. 27 27 nè mấy chị nè. Trời ơi đẹp quá hiền. Trời ơi 26 em chứ như Nguyễn Thị sẽ đeo được không à. Con này không không mua cho chồng nha. Hãy mua cho mình nha mấy bà nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 27 dùng cho em. Con này cho mấy chị nào mà 55kg đổ lại dùng cho em. Này mua cho mình nha, đừng mua cho chồng mấy bà ơi, nó đẹp quá. Trời ơi, xỉu luôn. Mày nhìn cái áo nè. Ngất thật luôn. Rồi lên liền cho em 27.99 ngàn. Này là mua cho mình. Mèo đâu? Mua cho mình nha. Rồi lên liền cho em 27 dùng cho em mấy chị. Chị nào có con trai nhỏ hai bảy kim khuyến con, hai mẹ con mình mang cặp cũng được ha, trai gái hay là mình mang con trai mình mang chung với mình hai bảy lên cho em 99 ngàn à. Hai bảy liên hương, liên hương hai bảy hoa hồng hết mà hai bảy à, hoa hồng có một con nhá. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em này 28 này, đợi xíu em coi size nha. Đẹp quá. 27 em hết rồi. Ừ, 28 này đợi em coi size nha. Nhưng mà 28 này cái form nó sẽ ôm á. Cả nhà áo của nó là dáng ôm đó. Coi size em. Nha, con này là áo dáng ôm này. Hiện tại em đang cầm size XL. Nha, cái form quần của nó là form rộng nè. Form quần là rộng nha mấy tình yêu nha. Nhưng áo của nó là sẽ dáng ôm. Tại vì nhiều lúc có nhiều anh người ta body người ta đẹp á. Người ta sẽ mặc dáng ôm đó. Mã mấy anh? 28. Size gì ạ? L. Rồi 28 hả? Ừ, đúng rồi đó. 28 là em có size XL thôi cả nhà. XL nha mấy chị yêu nha. Form này cho nam là tầm khoảng 65kg đó cả nhà. 65kg nha mấy tình yêu nha. Rồi lên liền cho em mã 28. XL với 2XL. Rồi lên liền cho em mã 28 dùng cho em ha. Em có size XL và size 2XL. XL và 2XL nha mấy chị yêu nha. Đây nè. Tại vì em cầm cái form quần của nó là rộng nha mấy chị yêu nha. Nhưng cái dáng áo của nó là size dáng ôm đó. Nha chị nào mà có chồng 282 đeo cho chị cũng em 119. Body đẹp á thì lấy nha mấy chị yêu nha, lấy dáng ôm mặt cũng đẹp. 282 đeo cho Thoa Trần 119. Lên liền cho em mã 28 dùng cho em. Thì chứng tỏ là ông nào cũng phì đâu không mình. 28 em chỉ còn sẽ đeo thôi. Chị không cho chị hai đeo đi. Nãy chắc chị tưởng không có không đeo. 28 sẽ đeo cho Linh Ly. Hai tám lên cho em đi ạ. 28 em chỉ còn sẽ đeo thôi mấy chị ơi. 28 sẽ đeo cho Đăng Thảo. 28 sẽ đeo cho Tâm Giê. Rồi lên liền cho em mã 29 này mấy chị nè. Được thì Thái Trần hả, cứ lên mã kèm số điện thoại giúp em là được hết chị nhở. 28 em chỉ còn sẽ đeo thôi cho Phạm Anh Việt. Rồi 29 là 99 ngàn. Em có M và em có 28 sẽ đeo cho Minh Kim. M và đeo nè. M và XL nha, cái M này mình lấy mình 28 sẽ đeo lên giúp em ạ. À. Cho Liên Hương, Liên Hương.
Nếu mà chị nào mà thích dáng mà dáng rộng á, mình lấy cái dáng nam mình 28 em hết size 2 ở đây rồi bây giờ. Rồi lên liền cho em mã 29 dùng cho em, M với lại XL dùng cho em. 28 XL Nguyễn Hùng Phúc. Rồi lên liền cho em mã 29 M với XL dùng cho em. M với XL nha, 99 ngàn. 28 em còn một set size XL à, cho Thái Trần. Polo nam á cả nhà, xịn lắm á cả nhà. Nha hàng nó xịn lắm. Cái dáng áo hết rồi 28 luôn ạ. Đẹp quá trời đẹp luôn. Vải mê thật sự luôn á. Vải này mặc mát mà đẹp lắm cả nhà ơi. M với lại XL nha. Rồi lên liền cho em mã 29 lên size dùm em, size M với size XL dùm cho em. Vải rất là đẹp cả nhà ơi, vải mê thật sự luôn ấy. Hàng của nó là tan sườn này kia luôn, vải đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 20 29 dùm cho em nha, M và XL dùm cho em. M và XL thì lấy chốt liền cho em. 29 lên kèm size với em đi ạ. M và XL bây giờ 99 ngàn. 29 sao leo bằng người thương. 29 có gì kèm sao leo chú em ạ. 29 xe M phương võ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Mã 30 lên size SM dùng cho em. 29 em chỉ còn size M thôi ạ. Rồi lên liền cho em mã 30 lên size SM dùng cho em. Phải này cả nhà. 29 em chỉ còn size M dùng bánh thơ thôi. Phải của nó mát lạnh luôn. Mấy chị nhìn hàng dùng cho em nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã 30 dùng em. 30 lên size M với lại SM dùng cho em ha. 30 lên size SM, vải mê luôn á cả nhà. Cái này chị nào có con trai mua cho con trai luôn nè nha mấy tình yêu nha. Rồi lên liền cho em mã 30 lên size SM dùng cho em. 30 size M không lên. Rồi lên liền cho em mã 30 lên size SM. Rồi lên liền 30 xe M cho thì lại thu. Rồi 31 này mình mua cho mình nha mấy chị. 30 bây giờ còn một con xe thôi ạ. Cái 31 này nó hơi thời trang nha mấy chị yêu nha. Chắc là em nghĩ là mình mang đẹp hơn đó. 29 xe M cho Minh Kim. Cái mùa này mấy chị mang cái này với lại mấy cái quần mà cái quần quỷ mà nó sẽ bo cái chân lên đó cả nhà. Rất là đẹp nha mấy chị. 30 bây giờ còn một con xe thôi mấy chị, hết M ạ. Mấy cái quần mà dáng thể thao đó cả nhà. Đây cái áo này nè. Nha size cho mấy chị nào mà 65 cái đổ lại, cái này mình mang được hơn đó cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 30 31 dùng cho em đi cả nhà. Lên liền cho em mã... Rồi lên liền cho em mã 31 dùng cho em. 31 nha cả nhà nha, có 3 con thôi. Giờ lấy chút em mã 31. Tay còn không là ơi. Lên liền cho em mã 31 đi cả nhà. 31 99 ngàn lên giúp em ạ. Lên liền cho em mã 31. Rồi lên liền cho em mã 32 này cả nhà. 32 là em có M, L, XL và 2XL. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 30 32 lên size M, L, XL và 2XL. Chút liền nha mấy chị yêu nha. Xong rồi chấm bài tương tác chia sẻ lên giúp em bây giờ. Kèm size vô nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 32 lên size dùm em, M, L, XL và 2XL dùng cho em. Chốt liền cho em mã 32 dùng cho em. Set này mang siêu siêu đẹp luôn. Mấy chị nhìn cái quần là mấy chị biết hàng xịn hay không. Rồi lên liền cho em mã 32. 2XM Nguyễn Hoàng Giang. Lên liền cho em mã 32 lên 2XM và Hồng Diệp. M, L, XL dùng cho em ha. 2XL luôn. Lên liền cho em mã 32 ML Quá Hồng. Rồi lên liền cho em mã 32 lên size M, L, XL và 2XL nha mấy chị yêu nha. 3XM Nguyên Di. Rồi lên liền cho em mã 32 lên size M, L, XL và 2XL dùng cho em. 3XML Lê Hùng. 32 kèm size vô nha mấy chị. 3XML lên hết size L mấy chị nhá. Rồi lên liền cho em mã 32 kèm 3XML chỉ còn size M, size L và size 2XL thôi. 32 hết size L ạ. 3XML hết size L mấy chị ạ. 32 size 2XL cho Trang Anh. Nhiều đồ vậy. 3119 ngàn kèm size ạ. Ừ, 3XM màu nâu. Phút này 3XL rồi mấy chị ạ. 32 size 2XL Nguyễn Thảo. Rồi lên liền cho em mã 32 lên size đi cả nhà. Hết size gì anh? L. Hết size L rồi cả nhà. Còn M, L, M, XL, 2XL. Trang Anh có rồi ạ. 32 mấy chị kèm size chứ em mấy chị ơi. Size M, size L và size 2XL á. 32 xe đeo cho Hồng Phúc Nguyễn. Cô đang là cô An có ơi chóc xe đeo chiều mình. 32 xe đeo cho Trang Huỳnh. 32 cái gì kèm xe đeo cho em ạ.
Men không có rồi chị nhá. Nguyễn Thảo có rồi ạ. Có ai xem bờ với chị Anh Nhi? Con này lấy men cặp đi cả nhà. Men cặp nha. Ba ai xem hái đeo dư hấu. Thì bất đó chị nào muốn hàng nha, em không may mắn với chị cọp với em hay cho mình tài khoản đi rồi em chấu cho mình chị nhá. Chấm đơn với Ngọc Thanh Phan. Ngọc Thanh Phan là em gửi chị Kim Cúc rồi. Rồi lên liền cho em. Ba xem mở chào Linh. 33 lên size dùm em ML, XL, 2XL. Ba xem mở Thanh Thảo Nguyễn. Nha, 33 này em có đủ size cho mấy chị luôn. Nên là chị nào ưng lấy cặp thì lên size ha. ML, XL và 2XL dùm cho em. Đây em đang cầm là rồi là 32 mình lấy khoa hồng lúc nãy có M với L rồi khoa hồng nhá. Đây nha, em đang cầm size M nè. Nguyễn Thị Ánh Nhi có rồi ạ. Rồi ba xe mờ Thanh Nguyễn. 33 kèm size dùm em ML, XL, 2XL luôn. Ba xe mờ Châu Mai Kim. Chồng mày lấy nha. Cho nó tình cảm nha. Ok, Châu Mai Kim chị đỡ đi. Chị anh bớt với em đi chị ạ. Anh bớt thì chị qua giúp em đi ạ. Rồi lên liền cho em mã 33. Lên size ML, XL và 2XL. 99 ngàn. Không có chồng thì sao chị? Không có chồng thì mua cho người yêu. Diễm hỏi chưa có chồng mua cho ai kìa em. Mua cho người yêu, còn em có mua cho người yêu không? Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 33 dùm cho em. 33 lên size dùm em ha. ML, XL và 2XL dùm cho em. Bố ba mấy chị kèm sao cho em đi ạ. Lên liền cho em mã 33 lên size dùm cho em. Bữa nay già yếu rồi mấy chị ơi, đứng cặp với nó mỗi chân. Rồi lên liền cho em mã 33 lên size dùm em ha. 33 kèm size dùm cho em đi cả nhà. 33 mấy chị kèm size lấy giúp em ạ. 99 ngàn thôi, bây giờ cho chị cũ mà em sẽ đeo. Rồi lên liền cho em mã 33 lên size dùm em đi cả nhà. ML, XL và 2XL. 2 đeo cho Lùa Nguyễn. Mấy chị ơi, nhanh tay nha, nhanh tay dùng cho em. 33 ML, XL cho khoa hồng. Thiệt luôn, em ít khi bán đồ nam lắm cả nhà. Nhưng mà lô hôm nay nó xịn thật sự luôn, siêu xịn luôn á khách. Hay là khách chốt liền đi. Nha, xem like cho em xin lúc thả tim thả like nha. Em cầm xe gì đó? Em cầm xe M. 33 em chỉ còn xe M và 2 đeo ạ. Ủa? Để xe em đây à, xe gì? 33 xe 2 đeo cho Huỳnh Hoàng. Xe gì không muốn tay. 3 xe M hồng tươi. Ủa rồi tôi mua cha gì tôi. 33 xe 2 đeo cho đồng đại Thú Huyền. Cái này xe M. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. 33 xe 2 đeo bằng điều hòa thương. 33 lên size dùm em. 33 kèm size dùm cho em đi cả nhà. M còn size gì anh? M với 2XL. Còn M với 2XL à? 33 xe M là Phong Mai. Rồi 33 em còn M với là 2XL thôi cả nhà. M với 2XL nha. Mấy chị ơi xem like cho em xin lúc thả tim thả like ha. Tại vì còn nhiều mẫu lắm. M đó anh. M luôn nè. Luôn vui tươi. Ok ok chị Phạm thì hồi thương anh chết cho mình 33 xây 2 đây rồi chị hả? Ba ba bên em hết xe đeo rồi. Huỳnh Hoàng có xe 2 đeo rồi. Ba ba mấy chị kèm sao đi với em mấy chị ơi, 99 ngàn xe M và xe 2 đeo quá. Ba ba xe 2 đeo cho Hà Nguyễn. Cái này là M này. Cái này là XL này. Từ cứ xếp nước khác. Nhìn chi. Từ nha. Cái này S nè. Từ để em coi cái set này như vùng dài sao mình nhìn nó dài dài sao á. À. Mấy chị ơi cái set này thì set eo. Em coi giùm em với, mở ra coi giùm em với. Được. Mở ra coi mấy cái set nó xài gì nha. Mở. Đâu, không mở ra coi đi không phải đâu. Đẹp quá. Có cái quần ấy. Có 3 set thôi cả nhà. XL. Rồi cái này em có 3 set nha mấy tình yêu nha. 3 set XL nè. Rồi lên liền cho em mã 34 set XL dùm cho em. 119 ngàn có 3 set thôi cả nhà.
không, có một size S. Rồi lên liền dùng cho em mã, dùng cho em size S này mà 60kg mà em đó cả nhà. S này 60kg nha. Rồi lên liền dùng cho em mã, dùng cho em 30 mấy? 34 nha, 1 S với lại 1 XL. Ủa XL này là có tới size đây nhưng mà đâu? XL này là 75 đó nghe, 75-78kg mà em vừa luôn. Rồi lên liền dùng cho em mã, dùng cho em 34 size S XL luôn đó, còn này S này 34 XL cho Phú Nguyễn. Rồi luôn vui tươi. 34S cho chị Minh Kim. Rồi lên liền cho em mã 35. Hết 34 rồi. Rồi lên liền cho em mã 35, dùng cho em size 2XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 35 size XL, 2XL dùng cho em 100. 100 19 ngàn thôi cả nhà. Đây. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em 35 dùng cho em. Dạ bộ nam á chị ơi, bộ nam nè, size to á, size 2XL này là 80. 85kg đổ lại ha, nhưng mà cao á cả nhà nha. Nam thì phải cao, phải là mất 7 á mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em nè. Chứ không thể nào mà 85kg mà cao 1m50 hoặc là 1m50 mấy nha. Nam mà 85kg 1m50 là nó to lắm nha mấy bài nha. Rồi cái này hãy báo số ký là phải trên mùa hàng là 1m65, 68, 70 nha mấy bài nha. Nên là canh size dùm em ha. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em nè. Rồi chốt liền cho em mã, dùng cho em đi cả nhà. Một size. Ừ, một size hát em. 35 size đây cho khoa hồng. 35 chị Ngọc khách mới mã kèm sớm tại em, chỉ có size 2 đây là chị Yên đây thì hả? 35 chỉ có size 2 XL thôi. Rồi lên liền cho em mã 36 dùng cho em nè mấy chị. 35 chỉ có size 2 XL thôi chị hả? Rồi chốt liền cho em mã 36 dùng cho em đi cả nhà. Trời ơi, 36 size XL nè cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 36 dùng cho em, size L dùng cho em nè. Ôi cái set đó đẹp lắm á cả nhà ơi. Nam mình mang ok la mà. Nam mà mấy chị ơi, mặc rộng ok mấy chị. Quần thì có lưng chung cho mình luôn. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em 3 mấy. Rồi lên liền cho em mã 36 dùng cho em nè. 36 size L dùng cho em. Rồi lên liền cho em chị Ngọc. Rồi lên liền cho em mã 36 dùng cho em. 36 lên cho em 99 ngàn à. 35 cho Minh Kim. 35 bác ý. Rồi lên liền cho em mã 37. Em có XL và 2XL. Rồi lên liền cho em mã 37 XL và 2XL. 36 cho Trần Phương Liên. Rồi lên liền cho em mã dùng 36 cho Hiếu Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 37 dùng cho em. 37 là em có XL và 2XL. Rồi lên liền cho em mã 37, lên size XL và 2XL. Hả? Chín chín ngàn áo là 99 ngàn đó cả nhà. 37 đấy chú em ạ. Có size XL và 2XL cái gì vậy? 37 size XL cho chị Nona. Mấy chị ơi, áo là 99 ngàn nha, còn set là 119 ngàn, bộ nam là 119 ngàn, áo là 99 ngàn nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em 37 em chỉ còn size 2XL thôi, chứ gì 5 bé size 2XL. Rồi 38 này em có L, XL. Đây là Nguyễn size 2XL và 2XL. Rồi lên liền cho em mã 38, lên size dùm em nè. L, XL và 2XL. Lên liền cho em mã 38, đẹp nhá Hiền. Cái này đẹp ghê luôn á. Đẹp lắm á cả nhà ơi, nam này. Thiệt sự luôn á, cái này phải mua 200 ngàn. Chị nào hay đi mua đồ cho chồng thì biết nhưng mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mã 38 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 38, lên size dùm em. L, XL và 2XL. 38 kèm size cho em 99 ngàn ạ. L, XL và 2XL 99 ngàn. Lên liền cho em mã 38 kèm size vô đi cả nhà. L, XL và 2XL dùng cho hả? Đẹp yêu mấy chị ơi, mê luôn nha. Mê 38 size L cho xong em quay. Rồi lên liền cho em mã 38. Có tấm xe đeo cho Nguyễn Thư. Có tấm size 2 đeo cho nên bé. Rồi lên liền cho em mã 39 size 2XL dùng cho em nè. Đẹp chưa? Có tấm xe lờ Lam Phong Mai. Ôi ôi, cả nhà ơi, đẹp quá trời luôn ấy. Bữa mua cho chồng em 220 đó chị. 38 em chỉ còn xe đeo thôi. 38 chỉ còn xe đeo thôi mấy chị nhá. Hả, không có bán đồ nam đâu nhưng mà 38 đeo Hiếu Nguyễn. Cái lồ nó đẹp quá nên là hãy mới về á cả nhà, xinh lắm. 38 xe XL lên giúp em 99 ngàn ạ. Đẹp lắm mấy chị.
38 mèo nâu. Rồi 39 size 2XL dùng cho em này, có 2 con thôi. 38 XL là nguyễn. Nguyễn cao cấp hết tại nhà ôi đây. Hết mã 38 ạ. Chủ hàng mấy bạn mua shop cho chồng luôn á nha. Tại Việt Nam người ta ít khi mua đồ nhiều như mình lắm cả nhà, cho nên là một mua người ta mua một cái là nó đáng một cái luôn. Là 200-300 ngàn không mà, chứ không có ai mua mà hàng mấy chục ngàn đâu, em nói thật luôn á. Nha. Nam không mua bằng nhiều đồ bằng mình đó cả nhà, nên mà một khi người ta mua là người ta mua giống như là vô shop mình mua luôn một cái áo 200-300 ngàn này kia cả nhà. Nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 39 lên cho em 99 ngàn ạ. Lên liền cho em mã 39 đi cả nhà. 39 nha, size 2XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã váy 40 dùng cho em có ML nè. Đây cả nhà, size em đang cầm là size M nè mấy chị thấy. 300 trơn. Size M này là nam 60kg mang vừa hết đó. Nha mấy chị yêu nha, rộng luôn á cả nhà nha. Đây nè. Không phải là hàng ôm đâu. Đây. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 40. 39 ngàn bé. M và L nha. Mã 40 ML dùng cho em nó đẹp lắm cả nhà ơi. Đẹp nhất từ trước tới giờ em bán áo nam luôn, em nói thật luôn á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Mã 40 lên size ML dùng cho em. Đẹp nhất tới giờ, từ trước tới giờ em bán đồ nam luôn á. Một cái lô của nó xịn lắm luôn, cái áo của nó VIP luôn á. 40 càng size ML 99 ngàn cho em. 40 lên size dùng cho em. 40 ML Nabi. Cái nào có size lên đọc xem để chị kèm size giúp em á. 40 size L hay không? Rồi 41 này em có S thôi, nam tầm khoảng 50 55 56 kg dùng. 40 thì còn size M mấy gì vậy? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mấy. Thấy không? Lấy L hay M ạ? À? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy anh? 41 dùng cho em nè. 40 size M hay không? Rồi lên liền cho em mã 41. 40 CL nam bé. 41 này cho nam 55kg đổ lại cả nhà. Nha, lên liền cho em mã 41. 41 dùng cho em. 40 CM Nga Phạm, hết 40 ạ. 41 là có khổ nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã 41. Lên cho em 99 ngàn em chị em mở 40 em hết ạ. Lên cho em 99 ngàn em chị nhỉ. Lên liền cho em mã 41. 41 Trương Mỹ Phượng. Không có gì Huyền Nguyễn ơi, lên mã 41 99 ngàn lại cho em, có vài con nhờ lại cho liền cho em ạ. Ok em hồng ạ. Lên liền cho em mã dùng cho em đi cả nhà. Thôi em ok. Ôi xài em ném rồi. Ôi cái hình ở dưới rồi. Rồi lên liền cho em mã 40 42 dùng cho em này. Em có M và em có 2XL thôi. Nhưng hình như là có một bộ M duy nhất thôi. Một bộ M duy nhất nha cả nhà nha. Cho em coi cho em coi. Không mà em thấy những cái bộ nó sai sai. Tiền cổ á. Tiền cổ nó giống nhưng mà cái tái của nó khác là khác đấy. Khác đó. Là cái tốt lượng luôn. Đó cái đó là khác rồi. Vậy là có một cái bộ này thôi. Rồi cái này em chỉ có 4 mấy? 42 size M có một bộ thôi. Đúng không? Coi giùm em cái. Đúng rồi đó. 42 này em có một set thôi cả nhà. 42 size M nha, một size duy nhất thôi, rồi chốt 42 đi, rồi cái này là size 2XL không đúng không? Từ đây cho em. Cái này coi còn không em? Ừ. Đây đây. 42 size M. 42 size M tiền thanh. Rồi 43 size 2XL dùng cho em, 85kg đổ lại dùng cho em. Em có đọc size đó cả nhà. Ôi. Mặc cái gì thì mua cái đó chị Ngọc á. Ừ, mình mặc ví dụ như chồng mình mang cả nhà mình phải biết là ổng cao nha mấy chịu nha, kiểu như là cao cả nhà. Chứ giờ em đọc số ký nhưng mà mấy chị biết là chồng em không biết là mấy chị chồng mấy chị làm mập hay là ốm á cả nhà. Nên là ví dụ như là mấy chị canh nha mấy chịu nha, ví dụ như 85kg đổ lại là cao, ví dụ như Vương cao 1m7 nè mấy chị, là Vương mang vừa nha mấy chịu nha. Còn nếu mà thấp hơn thì mấy chị phải là 85kg mà cao 1m50 hay là 1m6 nha mấy chịu nha, là phải là hàng 3XX nha mấy chịu nha, nên là nó sẽ không có cả nhà. Nha mấy tình yêu nha. Còn nam ví dụ mình mới mua rộng nha mấy chị yêu nha. Không, cái foam này là foam to này cả nhà. Em đang cầm sát đeo nè. Đó, foam to cả nhà ơi. Còn cái nào foam ôm là em sẽ báo nha cả nhà nha. Nãy giờ em chỉ like đúng một foam ôm thôi nha mấy chị yêu. 42 nãy cho khóa hồng. Rồi lên liền cho em mã 40 43 dùng cho em size
XL dùng cho em nè mấy chị, nhìn cái quần của nó này, quần của nó là có chung cho mấy chị rồi, còn áo là áo form to nè mấy chị nha. Form này mấy chị cho nam ví dụ như 70kg là mình mang cũng được luôn, tại vì nó là rộng mình mang thoải mái cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em, thôi chút cái này xuống đi em, cái đó từ sau. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Đây đây chị con nó chụp đưa cho chị một set đi chị con, bay giống không mấy chị. Rồi lên nha mấy chị nha, từ từ chốt lại, từ từ tải à, từ ship rồi đúng rồi đó. Rồi lên liền cho em mã 43 lên size dùm em nè, size gì nhỉ? 43 kèm size ML và 2XL ạ. ML. ML với lại 2XL nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Trời ơi 1m885kg là mang ok mấy bà nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em tắt 43 này, em có M, em có L và em có 2XL nha mấy chị chút lại. Chị nào chưa nghe bên lập tên thì lên mã lên lại giúp em à. 43 kèm size ML và 2XL mấy chị nhỉ? Rồi lên liền cho em mã 43. 43 size 2XL cho Hà My. Em có cả ML đó cả nhà, nên là chốt đi cả nhà. L hả nhỉ? Cái đó L hả? Không chị làm đó. Cái đó L. 43 kèm size lấy cho em mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em 43 lên size dùng cho em nha mấy chị yêu nha. ML với 2XL. Mà nam thì mấy chị mua thì ví dụ như nó rộng ra một size 43 nha bạn thì hồi thương. Rồi lên liền cho em mã 43 lên size ML. XL dùng cho em. ML 43 size hết rồi bảo bình. ML với 2XL nha, không có gì, không có XL. 43 size 2XL cho Nguyễn Thảo. 43 size L Phạm Việt, Phạm Anh Việt. Bữa nào mà em chuẩn bị em bán đồ nam nữa sẽ thông báo mấy bà lo. 43 size 2XL Hiền Hiền nha. Lo hỏi chồng là căng ký đi nè, xong rồi xong là bình thường anh mặc size gì nha mấy chị yêu nha. Rồi tương tái tên đi cả nhà. 43 Thanh Lê lên size cho em mã 43 dùng cho em. 43 size 2XL đồng nữ Thu Huyền. Rồi lên liền cho em mã 43 lên size. 43 size M vào Hồng Diệp. 43 kèm size vô mấy chị yêu nha. Size L M L. 43 size 2XL cho Hà Nguyễn. 43 size 2XL cho Dương Mêu. ML 2XL dùng cho em. Rồi lên nhanh nha mấy tình yêu nha. 43 size L Thanh Lê 55. 43 lên giúp em kèm size CL cho chị Nguyễn Lê Cảm ơn. 60kg mất 7 thì mình lấy size L cả nhà. L nha mấy bà nha. 60kg mất 7 thì 43 kèm size lấy giúp em ạ. 43 CL Mai Phạm. Không mập nha mấy bà nha. Vừa vừa đó cả nhà, cái đó là ok đó mấy chế. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Hà Nguyễn có size 2XL rồi chị nhỉ. 43 CL Thái Trần. Rồi em có một con áo siêu đẹp luôn mấy bà ơi. 43 CM Thùy Dương. Cái áo này mang cặp cả nhà. 43 size 2XL Nguyễn Thủy. Áo hãy mặc là size S. Hãy mặc size S nha, tại vì cái áo này S nè, chứ M sao mà nhỏ như vậy được. S tất cả nhà nhưng mà hết rồi đúng không? 43 không có XL chị Thái Phan ơi. 43 CL Trương Mỹ Phường. Chuyển qua áo này đi cả nhà, áo này mình mấy chị may nè. Mua mang cặp cũng được. Đẹp nè, đơn giản mấy em. 43 em chỉ còn vài con size M và con size L với 2XL thôi mấy chị hả? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã mấy? 44 nha mấy chị nha, em có M và em có L. 44 lên size ML dùng cho em, cái size M nó phải to hơn 43 size, có rồi Hàm ơi. 43 size 2XL cho Thái Phan. Rồi lên liền cho em mã 44 em có M và em có L nha, 99.000. Áo là em bán 99 nha. Áo là em bán 99, set là bộ là em bán cho mấy chị là 119.000, rất là rẻ luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 44 lên size dùng em, size M và size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 44 kèm size dùng em ML. 44 size L lên hẳn không? Lên liền cho em mã 44 kèm size ML đi cả nhà. 44 size M kèm size ML là giúp em ạ. Lên liền cho em mã 44 kèm size ML á. ML XL, ML với lại 2XL luôn cả nhà. ML với 2XL. Thì cái này mang cặp sướng hơn á mấy bà ơi, mua mang cặp đi. Cái này là có ML với lại 2XL luôn. ML với 2XL mấy chị chiều lấy thì chốt liền cho em. Rồi lên liền cho em mã ML với 2XL dùm cho em. Hải đang cầm là size M nha. Hãy cầm lại size nhỏ nhất, lúc nào cũng cầm size nhỏ nhất để mấy chị canh đấy. Vậy là cái cổ này là khác cả nhà.
44 size M thì Dương. Bố bố xe lần cho chị Nuna. Cái này là chị là ngang cắt ra là nó có cái này gì. Đây là bỏ là cắt L M M M L. Bố bố xe M hồng tươi. M L có 2 XL. Bố bố xe L thì mày mới thị. Còn lên liền cho em ở 45 này cả nhà. 45 là em có ML với 2XL. 44 size 2XL rồi Nguyễn Thu Huyền. Rồi 45 là em có ML với 2XL 119.000, bộ là 119. 44 size cháu cho Hà Mây CL chị nhà không có xe đeo ạ. Rồi lên liền cho em ở 45 M. 44 ML thì hay ML và 2XL dùng cho em. Đây em đang cầm là size XL này 65kg nha mấy chị yêu nha. 44 size M kiếm hàng cầm. L này là 65kg cho mấy tình yêu nha. Đây mấy chị này. Đó. Mắt 7 65kg là ok la luôn, đẹp luôn. 44 size 2 đây Thanh Lê. Rồi lên liền cho em ở 45 lên size dùng em. Đúng rồi chị Hồng Dâu rồi. 44 size M viên viên. ML có 2XL. Có 2 bộ size M đâu cả nha. Nên là chị nào mặc size M chút. 44 1M 1L đi Anna. Bốn bốn hết size 2 đeo rồi chị Ngân Ngân ơi, chỉ còn size M thôi chị ạ. Bốn bốn em chỉ còn size M và L với gì vậy? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 45 dùng cho em đi. M. Đó cái đó này M đây nè, M đây. M có hai bộ ở trên đó, nó ngăn cách cái tờ giấy ra. 45M cho lên 119. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đi mấy chị nè. 45L Phạm Anh Việt. Rồi lên liền cho em mã 45 dùng cho em. 45M Bắc Lê. Size M size L size 2 đeo cho con Hồng 119. Rồi em có con áo này nha, siêu phẩm luôn. 45 size L cho chị Nguyễn Quỳnh Mai. Phạm Anh Việt này chốt bỏ đơn hơn nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi cái này em có size S với lại size M mấy chị. 45 hết size M rồi chị Anh Hảo ơi. À gì quên rồi. 45 size 2 đeo riêng em thì Hà. Hà My đừng chốt đi. Mấy chị ơi nghe đọc sai dùm em với mấy bà ơi thì cũng lộn xộn quá. Ý là không, ý là em đọc không mình á, để em nói anh Phở phải chốt tại vì không mình ở dưới mà em đọc trước còn anh chốt lên trước mà. Đúng rồi đã. Mà em đâu có chốt đâu mà. Dưới chốt không? Không có, không có. Ừ, chốt cạp với chốt. Nhớ bỏ trước á. Bố gì rồi mà. 45 thêm em còn thêm cho Hoa Hoa một set size L, một set size 2 đeo ha. Thì cái vải nó đẹp. 45 size L phường vỏ. Mình mua may mấy chị nha, mình mua may nha. Mà chị nào ưng 45 size L cho Nguyệt Minh SM. Chị nào ưng mặt mà dáng vừa vừa thì mình lấy S, còn chị nào ưng mặt rộng một chút xíu thì lấy M nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Cái này mình mua mình mang đi cả nha. Nha. Rồi lên liền cho em mặc 45 CL 3 mai xanh 46 FM dùng cho em 99.000. Cái này mình mua mang cả nha. Mình mang nha. Đây. Cái dáng này nó hơi ôm á. Thật sự luôn. Nhiều lúc mà bạn nào mà nam mà body hoặc là đẹp thì mang mấy cái dáng này mới đẹp được nha. Nhiều lúc bữa nay mấy bạn nam ưng mặc cái dáng này nè mấy chị. Mấy bạn mà mới lớn á cả nha. Nha. Mấy chị chốt chắc sai nha mấy chị ạ. Ok chị Đăng Lão ạ. Rồi lên liền cho em mã 46 lên size SM dùng cho em 99.000, đẹp lắm luôn ấy. 45 em không có size XL mấy chị ạ, em chỉ còn size 2 XL thôi. Rồi lên liền cho em mã 46. 44 lúc nãy CL 99.000 cho Hương Lê.
45 mềm như còn sát size 2 đây thôi. Rồi lên liền cho em mã 46 đi cả nhà. 45 size 2 đây cho Bảo Bình. 46 là em chỉ có size S, size M nha. 46 SM thật sự luôn, cái vải nó đẹp lắm cả nhà. Vì bà cứ xem trong tủ đi, chưa bao giờ mua cái áo mà vải đẹp như thế này, em nói thiệt luôn á nha. Tại vì áo nam nó đẹp lắm, nó xịn nha mấy bà nha. Tại vì người ta bán áo nam là mấy bà biết rồi. Dễ gì mua một cái áo nam ít đồ lắm cả nhà ơi. Ông nào thật lần rồi thì mới mua nhiều đồ thôi. 45 size 2 đây cho thôi Trần. Nên là cái đồ người ta làm ra, tại vì người ta bán giá đắt mà mấy chị ơi. Nó đẹp, người ta nhập hàng xịn đó. Đây, ca đường anh là cá mập nha. Hết rồi Phạm Anh Việt á. Với lại em mã 45 em không có size XL à. 46 bao nhiêu? 99 rồi. Đây, cái gì luôn ạ? Áo thun, áo thun cá mập. Áo thun cá mập nha. Nhưng mà em chỉ có 46 SM 99 rồi mọi người. Em chỉ có size M thôi cả nhà. Em có size M. Có rồi chị Đăng Thảo nha. Cả nhà. 46 size M Nguyễn Loan. Mà kê không ai nghe Hải ơi, nãy lấy đồ không kê không ai nghe hồi nào Diễm ơi. Nào cũng có người ở nhà mà. Rồi lên liền cho em. 46 size cho trong vỏ. 47 size M dùng cho em 99.000, có 2 3 con thôi cả nhà. Nó vô lô. 46 em chỉ còn xé thôi ạ. 46 em trong vỏ có rồi ạ. Mà nó có được có 3 con thôi cả nhà. 3 con nha. Giờ lấy chút thì dùm cho em ở 47 3 con thôi. 47 truyền thanh. Còn lên liền cho em mã dùng cho em. 47 khoa hồng, 47 vấn lê hết mã 47 ạ. Lấy chút nha. Rồi 48 này hãy có size S nè. Size S, size XL nha. Từ từ mấy chị, cho em chút. Rồi em chút xíu nha. 47 em hết rồi mấy chị ạ, lên mã 48 ạ. Đây em lên cái mã này. Rồi lên liền cho em mã 48, em có S và em có XL. Chị nào ung thích lấy mang cặp cũng đẹp. Chuồng bộ như thế này cũng mất tốt hơn rồi. Trời ơi, cái bà chốt gấp đi nè, 99.000 nè. Hàng không dưới 300.000 đâu, em có thiệt luôn á nha. Giá sỉ nếu người ta bỏ sỉ cái con này mà hàng mà 160, 170 hoặc là 180 đi sốt phải là hàng gấp đôi nha. Hoặc là tiện chứ không phải là hàng 250, 280 một con nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 48 lên size dùm em S với lại XL. S và XL nha, cái này là hàng theo cho mình. Theo ha, và mấy chị nhớ nhìn đã chạy viền. Theo nha với cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã 48 lên size S với XL. Chị nào lấy mang cặp cũng đẹp mà. Cái này đi du lịch này kia mang cặp vợ chồng cũng đẹp. Lên liền cho em mã 48 S với XL. Bốn tám xe đeo thanh lê. Rồi 49 xe XL mấy chị. Có cổ 48 xe trong Phúc Nguyễn. Đẹp nè. Chỉ thương này. Mà nó đẹp mấy bà ơi. 48 xe cho Thị Lê. Đẹp luôn mấy bà. Tình chưa. Rồi lên liền cho em mã 49 xe XL. 48 xe cho Nguyễn Lê Thận Ân. Đẹp luôn mấy chị. À, khoa hồng mà thiệt luôn á chị. Em về em cầm cái áo này thì nó thật là mê luôn á. Mê. 48 em chỉ còn sẽ đeo thôi. Cái vải của nó rất là 48 chú cho khoa hồng hai con sẽ đeo nha. Cái vải của nó mê lắm cả nhà. Nó không phải là hàng thun bình thường đâu. Xịn lắm. 49 lên cho em 99 ngàn đi ạ. Hết mã 48 ạ. Lên mã 49 99 ngàn lên đi ạ. Ở đây của nó giá sỉ của nó là 180 nè cả nhà. Sỉ của nó là 180 này cả nhà. 49 Trương Mỹ Phượng. 49 Hiền Huyền. Cái này hàng sỉ mà 49 Hương Nguyễn. Sỉ mà 180 thì mấy chị mấy bà đi nhặt về là Hương Nguyễn ơi, mấy bà kèm sơ sợ lên giúp em đi chị ha. Chị Hương Nguyễn mã kèm sơ sợ lên lại giúp em ạ. Rồi cái này em có cho mấy chị là size M đó cả nhà. Mình mang hiền 49 Như Thủy Hình. Rồi lên liền cho em mã 50. 50 size M, quan trọng là cái vải nha. Cái vải của nó là không phải là cái hàng thun bình thường cả nhà ơi. Sẽ gấu cho mình ở dưới.
Rồi lên liền cho em mã 50 mình may đi cả nhà, 50 size mồ. 50 size mồ ha, hoặc là chị nào có con mà kiểu như là cao cao á cả nhà chị, mà gầy á mang đẹp lắm. Nha, cái này mình mang cũng đẹp, hoặc là bạn nào mà có người yêu ha, nhỏ nhỏ con một chút xíu mang đẹp lắm á. Rồi lên liền cho em ốm ốm nữa nha mấy tình yêu nha. Đây, phải đẹp lắm nha. Ôi, cái áo thun em. 50 có hồng mai con. Ừ, bữa nay nó nhiều lắm, nhiều tới hơn miệng lắm chị ơi, nó có cái gì mã kèm sớm thợ giúp em chưa? 50 vũ ngô khách mới mã kèm sớm thợ giúp em. Rồi 51 L với lại HL. Vũ ngô khách mới mã kèm sớm thợ giúp em ạ. 51 L với HL dùng cho em đi. Rồi lên liền cho em mã 51 L với HL dùng cho em. Mấy chị ơi xem like cho em xin nút thả tim thả like tuôn tay. 50 bây giờ nó duyên nha, cho em xin nút thả tim thả like dùng cho em. Có cái gì vũ ngô nha. Rồi lên liền cho em mã 51 lên size dùng em ha. Size L với lại size HL. 50 vũ ngô. Cả nhà xem like cho em xin nút thả tim thả like nha. 51 kèm size L với đeo lấy cho em 99 ngàn. Rồi 52 là em có size XL nè. 52 là size XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 52 size XL. Polo dùng cho em. Đây nè anh bỏ cái này đi cho dễ nha. Rồi 51 L đàn hàng Thiên Trang. Rồi 52 là em có size XL. 51 L Nguyễn Quỳnh Mai. 52 là em có size XL ha. Mấy chị ơi xem like cho em xin nút thả tim thả like nha. Lâu lâu cho em xin nút 51 size 2 đây mọi người bước duyên. Rồi lên liền cho em mã 53 dùng cho em size XL nè cả nhà. 53 size XL luôn cả nhà. Nha, lên liền cho em mã 53 size XL nè mấy chị. 51 size 2 đây cho Thiên Trang. Rồi lên liền cho em mã 53 size XL. Chị ơi lâu lâu cho em xin nút chia sẻ like nha, xem like tương tác cho cả nhà ơi. 51 CL Mỹ Thanh. 52 đây cho em 99 ngàn ạ. Rồi 53. 53 là set eo màu xanh đen rất là đẹp luôn. 52 con giao khoa hồng. Rồi 53 này là năm mấy hả? Ba. Ủa cái này 54 chứ. 53 đây nè. 53 cũng có sàn luôn. Nâng 3 cho khoa hồng. M 53 sẽ đeo lên cho em mấy chị ơi. M L 53 bầm điều hả Dương. M L H L. Rồi lên liền cho em mã 54 đi cả nhà. Chị Hưng Nguyễn ơi lên sớm thợ giúp em đi chị hả. Rồi 54 là em có size cho mấy chị là size M, size L và size HL. ML với HL dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 54. Em đang cầm là size M này cả nhà. À size L này cả nhà. Size L nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mấy chị nè. Phone to rộng nha mấy tình yêu nha. Rồi lên liền cho em mã 54. Em có size cho mấy chị là size M, size L và size HL đúng không anh? Ừ. 54 lên size dùng em M, L, XL nha mấy chị yêu nha. Và, à M, L. Có lộn M, L với HL không có XL. Coi lại đi. Coi cái quần á. Không tắt cái áo luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi. Rồi lên size nha mấy tình yêu nha. Kèm size vô đi cả nhà.
Em có size M với lại size L với size 2XL thôi, chứ em không có size XL nha. Rồi lên liền dùng cho em, mã dùng cho em đi cả nhà. Mở với nó không em. 54 cái gì kèm size giúp em ạ. 54 kèm size dùng em đi cả nhà. 54 kèm size lên chứ em với chị ơi. Kèm size lên giúp em ạ. 54 size 2 lên Hương cho ông Phúc Nguyễn. Năm mươi bốn size L thì chị Trúc Vân. Rồi 55 này em có S có M. 54 size M Vũ Mơ. Rồi 55 này là em có một S một M này cả nhà. 99 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 55 lên size SM. 54 size L thì chị Trúc Vân có rồi ạ. 54 size L cho Nguyễn Minh SM. Rồi lên liền cho em mã 55 này cả nhà. 55 này là em có một S một M nha. Một S một M dùm cho em. Chào lấy chốt liền cho em mã dùm cho em. 54 size X không có xe đeo dùng Nguyễn Mai thôi. 54 em chỉ còn xe M và xe 2 đeo thôi. 54 xe M cho vấn lời 023. 55 em có 1S 1M nha. Hàng Nam á cả nhà siêu cấp. 54 xe 2 đeo cho Hoàng Mai. Hết nè. Năm tư em hết xe L rồi ạ. Chỉ còn xe M và xe 2 đeo. Năm tư xe 2 đeo đi Dương Mèo. Năm tư em còn xe xe M, cuối cùng giờ lấy cái tiền cho em ấy chị hả? Thấy gì anh ghen nha. 55 là 1S 1M. 55 cái gì kèm size lên cho em S và M ạ. Rồi 56. 55 S và M là cho em, 55 xe M Trương Thị Thanh. 56 là em có một con M còn 55 lại 55 em còn một con xe thôi chị ạ. 2XL. 55 em còn một con xe 99 ngàn giờ lên cho mình cho em ạ. Rồi lên liền cho em. Ok chị Hương Nguyễn á. Cái đơn số điện thoại là được rồi chị ạ. Rồi lên liền cho em. Con xe cho ông Phúc Nguyễn. 56 em có một con M nha, còn lại là em có size 2XL. Giờ lấy chút em mã 56 dùng cho em, M và 2XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 56, M và 2XL, bộ dùng cho em, bộ nam dùng cho em. 56 là 119 mấy giờ? 119 ngàn, bộ là 119, áo là một à, áo là 99. Không, không có mỏng nha. Nè, túi của nó là có khó kéo nè mấy bà. Không có mỏng nha, em nói là hàng xịn mà mấy bà ơi. Nè, hả? 56 xe 2 đeo cho Phượng Trần. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 56 dùng cho em lên size nha, M và 2XL dùng cho em. Em cầm xe M. 56 gì lên size với em xe M Nguyên Di. Quần của nó là size có túi nha, mới chịu nha. 56 kèm size, bên em chỉ còn size 2 đeo ạ. Đây mấy chị này. 2 đeo cho Vang Vy. 2 xe M bây giờ 56 bên em chỉ có size 2 đeo thôi. 56 xe 2 đeo dòng Phúc Nguyễn. Rồi 57L với eo dùng cho em nè. Trời ơi, áo polo nam nó đẹp cả nhà ơi. Rồi cái này em có M, L với lại 56 xe M rồi mấy chị ơi. 57 em có M, L và XL. M, L, XL luôn. Rồi lên liền cho em mã 57 lên size dùm em. Cái này là em đang cầm là size size L. Em đang cầm là L nè, tay sườn nè cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. 57 lên size. 57 size leo cho Trần Phương Liên. Rồi lên liền cho em mã 57. Nó bảy em chỉ có M và L thôi ạ. M, L. Nó bảy em sai M, L nữa chứ em mới chờ. Nó bảy sai L cho Trương Mỹ Phường. Rồi lên liền cho em mã 58 M, L, XL và 2XL.
57 cm nha anh chị em. Áo nam là 99.000. Ê, đẹp quá mấy bà ơi. Rồi lên liền cho em. 57 em còn một con size M cuối cùng, giờ lên cái liền cho em ạ. 58 ML, XL và 2XL, áo là 99.000. 57 cm cho cô Tiên Phương. Lên liền cho em ạ, 58 lên size ML, XL và 2XL. ML, XL và 2XL dùng cho lại luôn nha. Cả nhà ơi, nhìn cái cổ áo này mà em nói nó xịn lắm mấy bà ơi nha. Cái này bà nào lấy cặp mang cung với chồng cũng được đi. 58 size đeo cho Nguyễn Quỳnh Mai. Rồi lên liền cho em ạ, 58 lên size dùm em. ML, XL và 2XL. 58 size M cho anh em. ML, XL và 2XL nha. Vải xịn lắm luôn á cả nhà. Vải siêu siêu đẹp luôn, chốt đi cả nhà ơi, về may. 58 cái gì kèm sao đấy cho em 99 ngàn ạ. À, Hải đang cầm là size M. Size M là Hải may ok la luôn cả nhà. Đẹp lắm cả nhà ơi. Phụ nữ mình lấy M mình may cả nhà. Yeah. 58 cái gì kèm sao đấy cho em đi ạ. Rồi 59 là em có size 1, có con L. 58 size 2 đeo cho Nguyễn Thảo. Rồi 59 là size L dùng cho em. Chưa bao giờ bán những cái áo phòng mà cái cổ nó xịn như thế này luôn. 59 là size L, em có 2 con. 58 size L cho ba mai xanh. 99.000 cả nhà ơi, VIP lắm mấy bà ơi, chốt đi trời ơi, xịn sò. 58 size M cho Sông Nguyễn My. 59 size L có 2 con. 58 em chỉ còn size M và size L thôi ạ. Lên liền cho em có lời gì nhá, 58 xem thêm size M cho Nguyễn Quỳnh Mai. Rồi lên liền cho em mã 60 size L luôn. Rồi lên liền cho em mã 60 size L dùng cho em. Cái con áo này xịn lắm đó cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 60 size L. Ủa sao này mấy? 59. 59 cho Nguyễn Lê Thẳng không? Rồi lên liền cho em mã 60 dùng cho em, size L con áo này hot đúng không? Con áo này bữa trước hồi nãy hot quá trời hot luôn. Mà hàng của nó xịn lắm mất cả nhà. Lên liền cho em mã 60 size L dùng cho em. 60 lần em có được có 2 con với bà ơi. 59 size L Phạm Anh, Phạm Anh Việt, chị Phạm Anh, 59 em. Ủa, cái thằng sai à? Nó sẽ lờ luôn. Ừ, lờ. Rồi lên liền. 59 em chỉ còn XL thôi, bây giờ ở Phạm Anh Việt không có mã 59 ha. Rồi lên liền cho em mã 61 size XL dùng cho em. 61 size XL. Mấy chị ơi, 59 em có XL á, chị nào lấy XL, 59 thì chốt. 60 44 60 nào bì. Rồi lên liền cho em mã 61 size XL dùng cho em. 65kg đổ lại dùng cho em. Nha, 65 70kg ok la luôn á cả nhà, form rộng ta nè. Hai con. Số 10 em hết là mã số 1 ạ. Rồi số 2 em có S, M với lại XL nè. Một một con. Rồi số 2 dùng cho em rồi mấy chị. Số bình thường hết mã số 1 ạ. Rồi số 12 này là em có S, M và XL nè. S, M và XL, cái vải này mấy chị nè. Cái vải này mặc là siêu mát luôn nè. Siêu mát ha, và cái này là hàng công ty á cả nhà. Rồi lên liền cho em mã số 2. S, M và XL dùng cho em. S, M và XL nha mấy tình yêu nha. Rồi lên liền cho em mã 62 lên size S, M, XL dùng cho em. 62 size M cho bóng bóng. Số 62 bên còn size S và size L ạ. 62 size L cho Thanh Lê. Cái này mình lấy mang mấy bà. Xong mấy? Bà. 63 dùng cho em. 55kg đổ lại dùng cho em. Lên liền cho em mã 63 mình may nha. Số 2 bên còn một con xe đó. 63. Rồi lên liền cho em mã 63 mấy chị. Mình lấy con này mình may đi cả nhà ơi. Dễ thương lắm luôn á. Nha, 63 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 63 dùng cho em. 63 đi cả nhà ơi. Áo gấu có 2 con thôi nè. 3 con. 63 44. Đúng rồi. Rồi 64 em có 1S 1M. Rồi lên liền cho em mã 64 em có 1S 1M. 64 là 1S 1M. 63 đồng nữ Thư Huyền. Rồi lên liền cho em mã 64 1S 1M. 63 Minh Kim.
hết mã số à. 64 là 1S1M ha. Giờ lấy chút em mã 64S M dùm cho. 64 mấy chị kèm size SM lấy cho em 99 ngàn. Rồi 65 này không sai. Rồi lên liền cho em mã 60. 65 kèm size dùm em nè. Em hiện tại là em có M với là 2XL rồi đó. 65 mấy chị nào lấy M với 2XL thì lên trước này, còn để từ từ em phân size nha. Bộ nam thay gì anh? XL, 2XL. M, XL và 2XL. Mã 60. 65 lên size M, XL và 2XL. M, XL với 2XL dùm cho em. Lên liền cho em mã dùm cho em. 65 lên size M, XL với 2XL dùm cho em. Số 5 cái gì kèm size M, XL và 2XL. Em đang cầm là size nhỏ nhất nha, size M đây cả nhà. 119 ngàn, bây giờ số bộ là 119 ạ. Size 2 đây cho ông Phúc Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 65 lên size M. M cho em đi em. M đây. Số 5 em chỉ còn size M và size XL thôi ạ. Size M neo Ý Phương. Số 5 em chỉ còn size XL thôi mấy chị ạ, 99 ngàn ạ. Số 5 vô Nguyễn Quỳnh Mai size L. Rồi số 6 là em có size XL nè mấy chị. Số 6 size XL nè. Số 5 chỉ còn size XL thôi ạ. Phạm Anh Việt ơi, cọp đi rồi chọn thêm chị nha. Em báo mình lúc nãy rồi chị ạ. Số 5 size XL cho Phước Trần. Rồi số 6 em có một con. Đơn này bao gồm chứ gì đến thứ hai là mấy chị ạ, nên cầu liền với em chưa ạ. 65 em đi còn xe đeo mấy chị ạ. Rồi em có áo la cốt này cả nhà mà có mấy con không? Chị được mới có một cái chị Hương Nguyễn á. Có một cái cục mà chị còn. 65 em đi còn xe đeo thôi ạ. Còn có quán còn không? Đồ bộ rồi nó còn cái mẫu nào không? Không. Phải không hết. Em sao chiên chín một con. Số 6 Phong Loan một con chú chín ngàn. 67 rồi em chút nha. Áo này la cốt nên hàng xịn lắm mấy chị. Cái này là hàng xúc đi nước ngồi nè. Em có L, em có L nè cả nhà. Rồi cái này em có L và em có L. Sao 67 L vết eo dùm cho. Lên liền cho em mã 67 L vết eo dùm cho. 66 có một con mấy chị ơi, lên mã 67 ạ. 67 L vết eo nha. Rồi chị lấy chút liền cho em mã 67 L vết eo dùm cho. Hàng la có tất cả nhà hàng xịn đó nha. Đây nè. 67 xe L Phong Lan. Đây hãy cho mấy chị xem. 65 lúc nãy xếp bộ màu trắng xe leo cho Trần Thiệu Anh Lợi 119. Đẹp lắm đó cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 67 lên size dùm em. L với lại XL. 67 kèm size L với L cho em. Lên liền cho em mã 67 L với L dùm cho em. Hàng xịn đó cả nhà. Hàng la cố xịn đó. Lên liền cho em mã 68 em có size M. 68 là em có size M không? Rồi lên liền cho em mã 68 size M màu đen. Trời cái màu nó đẹp lắm mấy bà ơi, cổ xanh nữa. Cái 67 nó đẹp lắm mấy bà ơi, nhìn cái màu này mà sẽ đeo cho Hoàng Mai. Rồi lên liền cho em mã 68 size M dùm cho em hai con. 68 size M nha, hai con dùm cho em. 68. Rồi 69. 68 Nabi. Rồi 69 một con size M. 69 một con size M. Lên liền cho em mã 69 dùng cho em một con size M. Số 8 Nguyễn Loan. 70 L. L vết eo. 70 là L vết eo. Chúng em mã 70 L vết eo dùng cho em. 70 L vết eo nha.
Rồi lên liền cho em mã 70 size L với size L dùng cho em. Trời cho ơi. Tính sang rồi không Lan. Cả nhà ơi, nhìn cái con này nó là kiểu như là nó in su quá cả nhà. Nha cái con cá sấu này đó, cái su cái viền này là viền su nè. Thấy không? 70 dùng cho em. 70 nha cả nhà nha. L với lại XL. Bảy mươi cái gì kèm sai ạ? Bảy mươi xe lờ thì chúng vâng. Rồi lên liền cho em mã 71 có một con nè. 71 này xay mờ hàng VIP nha. Một con thôi. Bảy mươi xe lờ heo hồng. 71 này xay mờ này, chị nào lấy mặt đi. Chị Phúc chẳng lấy con này mang đi, chị ơi xịn lắm á chị. Bảy mươi bên có một con xe đeo ạ. Bảy mươi xe đeo cho em Phan. Cái vải này đảm bảo luôn các bạn ơi, không bao giờ ở đâu mà bán cái giá con áo này với giá 99 ngàn đâu, nghe lắm. Nha bảy mấy anh? 71 dùm cho em Việt, nhớ dùm em cái con áo thun này nha mấy bà nha, không đẹp không lấy tiền mấy bà luôn. Không bao giờ tìm được cái thứ hai mà có cái chất vải nó xịn như thế này luôn. Tay nữa nè. Y luôn như vậy nè mấy chị. 70 à. 72 dùng cho em. 71 Huyền Nguyễn. 72-99 ngàn dùng cho em. 72-99 ngàn nha. Cái vải cái lô áo này chị mới có thôi cả nhà. Mấy chị nhìn cái cổ nè, em đưa sát cái cổ cho mấy chị xem nha. Cái cổ hàng này, cái cổ nó rất là đẹp luôn. Cổ xịn đó cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 70 à. 72 có con không mấy chị? 72 chứ sao mày không mây. Rồi 73 size XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 73 size XL có con. Rồi lên liền cho em mã 73 size XL một con. 73 size XL nha, một con duy nhất thôi cả nhà. Phải nó mê lắm. 73 size XL một con thôi cả nhà. Đơn này thứ hai nhà em mới đi nha. Đơn này gom tới ngày mai cả nhà. Chủ nhật nhà em nghỉ, thứ hai nhà em đi đơn ha. Để máy em. Rồi lên liền cho em mã 70. 74 hả? 74 dùng cho em đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 74 áo Fendi dùng cho em. Rồi 74 này là size M. Rồi lên liền cho em mã 74 size M polo dùng. 73 cho Vam quay. Rồi lên liền cho em mã 74 size M dùng cho em. Áo polo dùng cho em, polo đen size M này. Fendi ha. Còn nó là hàng tan sườn mà cái tan sườn của nó khác bột nha, xịn lắm. Áo là áo polo dùng cho em một con thôi. Rồi lên liền cho em mã 70. 75 dùng cho em này. 75 size S hàng Adidas. 75 một con thôi mấy chị nhá. 75 size S hàng Adidas dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 75 size S hàng Adidas. Rồi 76 size M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 76 size M áo polo. 76 size M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 76 size M. Size M này là 60kg đó cả nhà. 75 cho Chính Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 77 dùng cho em nè. 77. Rồi lên liền cho em mã 77 size M luôn cả nhà. Lên liền cho em mã 77 size M dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 77 dùng cho em. 77 size M nha, có con áo polo dùm cho em hàng theo nè. 77 một con. 76 cho Chính Nguyễn. Này dưới nó mẫu lẻ em chưa có like cả nha. Rồi lên liền cho em mã 78 nè. 78 size XL. Rồi lên áo liền là 99 chị nha. Áo là 99 ngàn đó cả nhà. Cái này là cho heo hồng. Áo của nó là hàng nam á cả nhà. Ôi form bữa là form nam ha. Nếu mà ví dụ như size S, size M nữ mình mang cũng đẹp á cả nhà. Bảy mấy em? 78 size XL dùng cho em. Đẹp lắm không á. Cái này là XL này là cho nam 75, 78 kế luôn á cả nhà. 78 cho Trong Trong. Rồi lên liền cho em mã 79 size M dùng cho em. 79 size M.
Rồi lên liền cho em mã 79 size 1. Trời ơi con áo này mê lắm nha. Nó é là em lấy em lặt mặt liền luôn đó cả nhà ơi nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em 79 size 1 dùm cho em. Bảy chín size M cả nhà, chút liền cho em mã 79 size M. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em 80 dùm cho em nè, 80 size 2 keo, 80 size 2 keo dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 80 size 2 keo. Ơ vậy lúc nãy em lên rồi cái gì vậy? 80 size 2 keo dùm cho em. Lên liền cho em mã 80 size 2 keo. Em like nãy quá trời đồ đẹp luôn mấy bạn. Thật sự luôn. 80 size 2 keo là 119 cái gì hả cho Hà My? Bữa sau mấy bà ơi, nếu mà em khi nào mà em bán quần ấy em sẽ báo mấy bà, lo bà hỏi chồng đó là mặc hay gì nha mới dám like quần được. Chứ không có dám mình thà mà cái quần nó chung thì được ha. Còn quần mấy cái quần mà dạng như là quần rinh hay là quần kia này kia em cũng ưng like lắm, nhưng mà em sợ nam á cả nhà ơi, sợ cái size số này kia á, nên là ví dụ như khi nào mà em like thì em sẽ báo với chị hỏi trước nha. Hỏi trước chồng mình mặc size gì nha. Rồi lên liền cho em mã 81, tám mấy em? 81 dùm cho em nè. 81 này là size MSM may ok. Đẹp. Thôi đừng nhìn. Có cái chứ mấy. 81 dùm cho em. Rồi 82 dùm cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 82 này mấy chị. 82 này cũng có một con thôi. Mê chưa, xịn chưa? 82 có một con thôi nè. Đẹp thiệt. Rồi lên liền cho em mã 82 còn nào không ơi. Rồi lên liền cho em mã 82 dùm cho em. 82 có một con thôi cả nhà ơi, 99.000. Lên liền cho em mã 82 cho chị con áo LV nha. Lên liền cho em mã 82 dùm cho em. 82 có con thôi cả nhà ơi. 85 à 60 cái đổ lại mang ok. 82 99.000 cho em ạ. Sao vậy anh? Còn sai mà. Rồi lên liền cho em mã 83. M XL với lại 2XL. Rồi lên liền cho em mã 83 M XL 2XL 119.000. Thấy thì trang nha. Đẹp lắm mấy bà ơi. Rồi lên liền cho em mã 80 83 lên size dùm em. 83 size M yên yên 119. Rồi lên liền cho em mã 83 lên size M XL với 2XL dùm cho em nha. Rồi lên liền cho em mã 83 83 size M Hồng Hà 83 lên size dùm em M XL với 2XL dùm cho em. 119.000 thôi, chút nhanh để còn nha, còn. Rồi lên liền cho em mã 84 dùm cho em nè. 84 83 size XL cho Nguyễn Quỳnh Mai. Hãy đâu đi nhở? Anh như ở ngồi sao hay là ở trong đây. Rồi lên liền cho em mã 84 đi, em tặng luôn mấy chị con áo này 89.000. Nguyễn 89 nha. Cái này là em nhớ là em like 109.000 đó, bây giờ em tặng mấy chị 89.000. Rồi lên liền em 83 size M Lý Kim Hoa. Em thấy chị Rina Nguyễn mà. Lên liền cho em mã 84 89.000. 83 size M Nguyễn Duy Đăng. Rồi lên liền cho em mã 84 89.000 dùm cho em. 84 coi đi nha. Ở đâu rồi? Rồi lên liền. Rồi chị bóng bóng ơi, chị lấy hai con size XL là một con size 2 XL ạ. Chị nào lấy hai con size XL thì ghi riêng ra mấy chị ạ, còn lấy chung thì lấy một con size 2 XL ghi chung dưới em ạ. Rồi lên liền cho em mã 84 89.000. 83 size 2 XL cho Thanh Nguyễn. Cái này em like 119 đó cả nhà ơi mày. Em biết vì sao em treo cái này. Chị Thanh Nguyễn ơi, lúc nãy mã 83 này chị có size M nữa chị ơi, chị bây giờ chị lấy thêm size 2 XL nữa hay sao ạ? Thanh Nguyên 734 ơi, lúc nãy chỉ có một con xe M đó chị ơi. Tấm 3 size 2 đây cho mọi người chị. Rồi lên liền cho em mã 85 nè, em có size cho mấy chị size XL nè. Rồi lên liền cho em mã 85 size XL dùng cho em. 85 size XL nha, lên liền cho em mã 85 size XL. 84 nè. 84 là 89.000. Chụp mấy cái len nó là ai xem đây. Rồi lên liền cho em mã 8. Rồi lên liền cho em mã 85. Size XL dùng cho em 119.000. 84 tầm nhiêu đây? Rồi lên liền cho em mã 85.
85 nha cả nhà nha, size XL dùng cho em 119.000. Lên liền cho em ở 85. Ôi xịn lắm mấy bà ơi, chốt đi nha. Ít bữa là không bao giờ có giá này luôn, em mới thật sự luôn á. Xịn quá trời xịn luôn, có 4-5 set đó cả nhà. Ok, rồi lên liền cho em. Rồi lên liền cho em ở 85 dùng cho em. Rồi chốt liền cho em ở 85 đi cả nhà. 84 đi ra Nguyễn có 85 rồi. 85 này là em có size XL nha cả nhà nha. 85 size XL. Rồi lên liền cho em ở 86 dùng cho em nè. À bóng bóng là lấy 2 XL chứ không phải là lấy 2 con XL. Rồi con này em tặng với chị luôn 49.000. 86 49.000. Trời Giang Giang lấy con này không Giang Giang? 85 vô quân tròn. Con này đẹp lắm nha. Hãy nói trước là con này rất là đẹp luôn. Mà hãy like cho mấy chị 49.000 mấy chị chốt liền đi. 86 49.000. Ôi cái này mà mặc với lại mấy con mà là chị lấy 2 set 2 size đó đúng không chị Thanh Nguyễn? Mấy con quần ống ống sung á cả nhà. Đẹp lắm nha, chuẩn bị em về mấy con quần ống sung mà hàng Quảng Châu á cả nhà. Kiểu mấy con mà màu mè rồi này kia mấy bà mặc rất là đẹp luôn. 86 49.000. Lên liền cho em ở 86 45 xe lên cho Nguyễn Quỳnh Mai. Rồi lên liền cho em ở 86 đi. 85 cho ca thì mình 85 XL Vang Vi. Rồi con này em còn mấy con thì em tặng luôn. Em còn 4 con. Nắm nhanh để còn nha. 86 Lê Hùng. 87 này xe luôn mấy chị 119 ngàn. 86 Hà My. 87 119. Lỗ sắp mặt lờ luôn nha. Em nói thật luôn, trên thị trường không ở đâu bán con 86 này. 86 thì Trúc Vân. Giá 139 ngàn đâu mấy chị, thừa biết em lãi xíu xíu. 86 cho Kim Hàng Trần. Em lãi siêu siêu ít luôn á, mà em đứng ra xả con này em phải lỗ mấy chục ngàn á nha mấy tình yêu nha. 87 dùng cho em, 119 ngàn. 86 cho Khu Thiên Phương. Rồi lên liền cho em 87. 85 là xếp đó chị Trà Linh nha. 85 là xếp trắng đó chị Trà Linh ha. Còn xếp bộ nào nữa không? Còn bộ nào cho nó không? 86 thêm cho chị Trúc Vân một con. Rồi lên liền cho em ở 87 dùng cho em. Hai teo rồi nha. Hai teo rồi. Hai teo rồi. Rồi lên liền cho em ở dùng cho em 80. 87 dùng cho em 119 ngàn. Lên liền cho em ở 87 119. 87 nha cả nhà nha, 119 ngàn con này đẹp lắm. Một con váy len nha. Lên liền cho em mã 87 Lê Hùng. Lên liền cho em mã 87 dùng cho em 119 ngàn. Lên liền cho em mã 87 nha cả nhà nha, 119 ngàn. Chốt liền cho em mã 87 119. Không với em mai không có bán mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Mã mấy? 80 88 lên size dùng em L, L với 2XL. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 88 lên size dùng em. M, L, XL và 2XL nha. Rồi lên liền cho em mã 88 lên size. M, L, XL và 2XL dùng cho em 119 ngàn. Nha. M, L, XL và 2XL dùng cho em 119 ngàn. 88 lên size dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 88 lên size nha mấy tình yêu nha. M, L, XL và 2XL dùng cho em 119 ngàn, quá rẻ luôn. Quá rẻ nha mấy bà nha. 87 này mình sẽ bao nhiêu nè? 119. 88 kèm size giúp em ạ. 88 kèm size. 88 size 2 leo cho Rina Nguyễn. Hết thì bán. 88 size L thì Trúc Vân. Tám tám mấy chị kèm size với em size L Buka. 88 lên size dùng cho em đi cả nhà. 88 size đeo cho Nguyễn Quỳnh Mai. Chị Nguyễn Quỳnh Mai ở đơn mình nhiều lắm rồi, chị chọn thêm mày cặp với em đi chị ha. Chị khách cũ đi, em báo trẻ chị ơi. 88 size đeo cho Thị Lê. Trời ơi thế với lòng nó một cái mà nó é là em sẽ lấy mang 89 một con thôi cả nhà, 99 ngàn còn xe gì nữa.
88 CL quân trần. Rồi lên liền cho em mã 89 CL dùng cho em. 99.000 mà nó đẹp đó bà ơi. 88 size 2XL Hùng Vân. Bán quần áo không đừng hay chốn em lấy mặc á cả nhà, tại vì em lỡ bỏ nó. 88 em không có size L chị Thủy Lê ơi. 88 size 2XL cho chị Mận Tư. 2 bằng mi bữa xe lái. Còn những gì? Tao biết é là ngày mai mi xe lái. 88 lên size ML với em ạ. À. Rồi xem mấy chị con này đi. 88 CL cho chị Thủy Huỳnh. Còn lên liền cho em mã, dùng cho em mã 90, dùng cho em 69.000 luôn. Rồi Duy Nhiên lấy con này không? Đẹp lắm á. Gì vậy? Chị Nguyễn Thị, chị Nguyễn Thị 886 còn sale không chứ? Lấy con áo này mang đi chị, đẹp lắm á. Trời ơi, chứ Nguyễn Huỳnh Mai chỉ khoảng 1 triệu luôn rồi. Nguyễn Huỳnh Mai diễn chưa? 1 triệu. 88 CM cho Sương Mai. 90, 69.000. Đẹp lắm á chị, em thấy mấy cái like khác người ta bán cho mấy bà tới cái con này tới hàng là 150 nha. 89 Ngọc Diệp. 150 nha, 120 nha. Em like 89.000 đó, thật sự là em like 89.000, hôm nay em xả mấy chị 69.000 không có lãi đâu. Thật sự luôn, em like lúc nào xỉ em lãi được 2.000, 3.000 á. Em đứng em xả là em xả lỗ đó cả nhà. Không lãi 1.000 nào hết trơn á mà còn lỗ nha. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 90 dùng cho em. Mã 90 nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã 90. À mã 88 em có còn size L XL còn ML Levin size Levin. Ok chị Nguyễn Quỳnh Mai nha. 88 size M Ngọc Diễm. Hãy nhận được 1 triệu á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 90. Còn lên không à. Mã 90 đi cả nhà. Lên liền cho em mã 90 nha. Mã 90 dùng cho em. 88 size L Levin. Mã 90 69.000 con áo này đẹp lắm ấy. Mã 90 siêu đẹp luôn. Thì mấy bà ơi, nhìn cái mảnh áo 90 này đẹp lắm luôn á, khách chốt liền đi nha. 69.000. Ôi tặng luôn cái mã này luôn. 90 đi Nam Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 91 dùng cho em nè. Tặng luôn cho mấy chị luôn 69.000. 90 Hồng ơi. 91 siêu phẩm nha, mà hôm bán 90 Kim Tuyết. Còn lên liền cho em mã 91 69.000 dùm cho em. Nhận mã xong 90 rồi Hải, đẹp lắm. Còn lên liền cho em mã dùng cho em nè. Lên em bán mọc mấy chị luôn, em không có bán cái hàng 90 Hồng Vân. Lên mà khô khô kia đâu nha mấy bà nha. Lên là nó phải có kiểu như là nè, phải có đồ giãn với mình nha mấy chị. 90 Chính Nguyễn. Còn cái lên khô khô cái là hàng mấy bạn khác nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 90 heo hồng. 91 cho em. Lên liền cho em mã 91 đi cả nhà. Tặng luôn 69.000 luôn bán. 90 Nguyễn Di Đan. Sổ lắm rồi đó. Cho chị con áo nha mấy nhà. Áo chữ. Đó, áo chữ đó. Tao còn xe gì. Ok chị Nguyễn Quỳnh Mai em nhận được rồi, chị nha 90 Hoàng Mai. Thôi mã 90 lên mã 91 cho em ạ. Rồi lên liền cho em mã 92 dùng cho em nè. 92 em có size cho mấy chị size 2XL nè. M với 2XL. Rồi lên liền cho em mã 92. M với 2XL dùm cho em. 91 Hà My. Nha, yeah. Rồi lên liền cho em mã 92 M với 91 Nguyễn Quỳnh Mai. Rồi lên liền cho em mã 92 lên size M với 2XL dùm cho em. M với 2XL nha cả nhà nha. M và 2XL. Lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã 90 à. 92 lên size M và 2XL dùm cho em. M và 2XL nha. 91 Phương Võ. 92 size M Phương Võ. Rồi lên liền cho em mã 92. Không có gì Thủy Lê mà 88 lại size XL em không có. Mấy chị 2XL này chị nào mà có chồng á, mà tầm khoảng form mà 70kg đủ lên là mấy chị mang nha, cho chồng mang được rồi. Rồi lên liền cho em mã 92 lên size dùm em. M và 2XL dùm cho em. 88 size 2XL lúc nãy chưa cảm thấy có rồi gì hả? Lên mã 92 kèm size M với 2XL. 92 lên size đi cả nhà, M với 2XL. M và 2XL. Rồi lên liền cho em mã 93 dùng cho em này. 93 là size M đúng không nhỉ? Rồi lên liền cho em mã 93 mua may mấy chị. Nữ mình mang cũng đẹp quá cả nhà.
Rồi lên liền cho em ở 93M. Từ từ đợi em chút nha. 92CM, 99 Nguyễn. 93. Rồi lên liền cho em ở 93 này mấy chị. Em có M, XL với 2XL nha. Rồi lên liền cho em ở 93M, XL với 2XL. Rồi lên liền cho em ở 93. 93 này mấy chị mua mang cặp cũng được nè. Mình mang rồi mình mang size M, chồng mình mang XL hoặc là 2XL. Rồi lên liền cho em ở 93 lên size 93 size M và size 2XL cho Hà Mơ đi. Rồi 10, lên liền cho em ở 99 ngàn thôi. M với 2XL cho Hà Mơ nha. Lên liền cho em ở 93 M. 93 size M 11. Rồi lên liền cho em ở 94 dùng cho em có con này. Rồi 94 này em có một con S này, chị nào lấy mang không? Đẹp lắm phải nhờ, size S cái cổ nó này nó VIP lắm. Nên mấy chị này 94 94 qua hồn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 95 nè. Rồi lên liền cho em mã 95 dùng cho em. Nó không có đĩa xài ở trên đó mấy bạn ơi. Nó đĩa cái này cho em. Rồi 95 xay mờ. 95 mờ dùng cho em. Lên liền cho em mã 95 mờ có không? Lên liền cho em mã 95M hãy có một con. Rồi lên liền cho em mã 96 dùng cho em nè. 96M luôn, một con thôi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 96 size M nha. 96 size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 96M có một con. 96M nha. Chị Hoàng Hằng thích mới mã cho em số điện thoại lên cho em đi chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 97 36 cho Nguyễn Kim. 97 39 ngàn áo của yếm dùng cho em nè. Nha cái này em có trắng và em có hồng. Ồ con này mấy chị ơi mặc bá trái bùi chét à. Năm nay bữa nay là mấy bà thấy bên Thái không? Bà nào mà đi Thái cũng đều mặc cái áo này chưa? Nha siêu hot luôn á, các bạn mặc với lại cái chân váy mà chân váy ngắn ngắn á, cả nhà có cái quần bên trong giống như cái chân váy mà Hải Lai cho mấy chị 109 ngàn ấy, chân váy hàng to bao á cả nhà, mặc với cái áo này rất là đẹp nha, siêu đẹp luôn. Và cái này có thể là len nên là mấy chị mặc nó rất là ôm không, ở đây nè nó không bao giờ bị sạc ra hết. Lên liền cho em mã 97 lên màu hồng với trắng. Hãy giờ lấy áo nam các bà ơi, chứ họ còn nó nam không. Hãy giờ lấy áo hàng hàng 97 cây màu hồng trắng. 39 ngàn. Rồi một con duy nhất này 90 à. 98 dùng cho em có một con thôi. 97 hồng cho Hà My. Rồi lên liền cho em mã 98 này. 98 này size 97 hồng gì Trúc Vân. Mấy chị ơi 98 này size 55 cái đũa lại thôi. Rồi lên liền cho em mã 98 có một con thôi cả nhà. Một con nha Apollo. Lên liền cho em mã 98 đi cả nhà. Chốt liền cho em mã 98 cho chị con áo ba lỗ liền đi. 98 một con. 98 chân chân. Có thể hai chỗ đây này áo sọc. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 90. 99 dùng cho em một con áo dream này cả nhà. Tác của nó là tác dream. 98 cho Tuyền Thanh. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. 9 mấy nè. 99 size L dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 99 size L. Có con đâu cả nhà. 99 size L. Lên liền cho em mã 99 size L. Con này em sale luôn cho mấy chị luôn. Mấy con này còn 3 con à. Rồi con này 3 con em sale luôn cho ở nhà nha. Rồi lên liền cho em mã 100 đi cả nhà. Xem mấy chị con này 69 ngàn. Quân Trần. Rồi lên liền cho em mã 169 ngàn 3 con đâu. Không có nhiều nha. Hết rồi mấy chị nha. Chốt chị nào có đơn thì để gom đơn luôn. Chở ngày mai mấy chị không có đơn á. Rồi lên liền cho em mã 169 ngàn 3 con thôi.
100 ri ra Nguyễn. Còn lên liền cho em mã số 1. Ủa mà 8 nó sẽ mở cho Tiền Thanh. Mã số 1 sau 9 ngàn luôn. Còn lên liền cho em mã số 1 sau 9 ngàn. Trời ơi bán sau 9 ngàn. Dạ. Anh tất dạ. Thì 100 bây giờ nhưng cũng... Trâm cho lấy cái mòa. Lên mã 100 đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Mã số 1 69.000. Trời ơi lấy con nào đi cả nhà. Con này mấy chị mặc mùa nào cũng được. Em nói thật luôn, nhìn nó đơn giản nhưng mà nó rất là đẹp nha ha. Nhìn cái con áo nó đơn giản thôi cả nhà, nhưng mà dễ mang á, chị nào cũng mang được hết á. 100 dùng cho em 69.000. Alo mã 1 69.000. Lên mã 1 đi cả nhà, 69. Mã 1 thì chính Nguyễn. Lên liền cho em mã số 1 đi cả nhà, 69.000. Rồi con này em tặng mấy chị luôn, 79.000 nha. Rồi lên liền cho em mã số 2, 79.000. Con áo ba lỗ này hàng đắt đó cả nhà. Hàng này mấy chị đi số mấy chị mua 108 nha, nó thật sự luôn. Có mua livestream thì mấy bạn cũng like cho mấy chị tầm khoảng giá 120, 130. 120, 130 nha, em xe cho cả nhà luôn với giá là số 1 chính vàng 79.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 3. Mà tối nay em cũng đơn, ngày mai mấy chị vô chọn like tiếp tục với em để thứ hai bên video đó mấy chị nhở. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè mấy chị. Lên liền cho em mã này là mã số 2 đi cả nhà, 79.000. Áo ba lỗ cái cổ nó đẹp lắm nha. Cổ siêu siêu đẹp luôn. Cái này em chạy rất là nhiều rồi cả nhà. Nha, chạy siêu nhiều luôn. Giờ lấy chốt liền cho em mã dùng cho em mã số 3 đi cả nhà. À mã số 2 dùng cho em 79.000. Rồi cái này mỗi mã nó có ít. Nãy giờ này lô ra xe 69.000. Rồi cái này sọc đen 69.000 có hai con. Hai con thôi, theo tặng mấy chị luôn. Hai con duy nhất nha, giờ lấy thì chốt liền cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 3. Lên liền em mã sọc đen cũng được. Hai con. Ba con. Cái sọc đen. Số 3 sọc đen số 9 như trên phàm. Rồi lên liền cho em mã số 4 nè. Tặng mấy chị con này 79 nha. Mã số 4 này em sale 79 nha. Số 4 này là hàng 119 lận. Số 3 quân trần. Số 4 này tới hàng 119 lận cả nhà. Nha 119 ngàn hết cả nhà. Hàng đắt. Số 4 này sale mấy chị 79 nha. Có 2 con thôi. Sọc đen mà số 3 cho My Thanh. Số 4 đi Nam Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã số 5 dùng cho em nè. Số 5 69.000 có còn cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Mã số 5 dùng cho em đi cả nhà. À cho chị cái con sọc gấu đi. Có cái con đó 39.000. Cái này là mã số mấy? Này là mã số 5 à, 69.000. Mã số 5 này còn nhớ nhớ còn đang sao chứ nha Diễm Ngô. Ở ngoài như vậy, ở ngồi như vậy nha. Cái này là ở ngoài có màu trắng màu hồng. Hết rồi. Số 5 này có một con đó. Số 7 chính hơn nè. Còn lên liền cho em mã số 6 dùng cho em 89.000 một con sơ mi phô rinh nè. Đẹp lắm đó mấy chị. 89.000 89.000 nha, mặt siêu đẹp luôn. Cái này bà phải đi mua hàng 200 nha. Mã số 6 dùng cho em 89.000. Số 5 69.000. 569 cho Rina Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã số 6 dùng cho em. Số 6 nha, 89.000 thôi. Trời ơi, cái áo này đẹp lắm luôn đó. Siêu chắc luôn á nha. Sơ mi phối rinh cả nhà ơi. Bữa nay chuẩn bị vô thu rồi, mấy chị mặc cái này là ok la luôn á. 689 cho Rina Nguyễn. Lên liền cho em mã số 6 đi cả nhà. Còn lên liền cho em mã số 7 này, sale luôn mấy chị. 689 cho Tiền Thanh. Số 7 này như 119 hơn. Rồi xả luôn đi cả nhà, số 7 89.000 luôn. Cái này 119.000 nha, em xả luôn mấy chị 89.000. Cái này bán tặng đó cả nhà. Cái thứ 2 thì Nguyễn Thị Nhi nha. Con áo này người ta bán 220 đó cả nhà. 220 nha. 220 nha mấy chị nha, em like cho mấy chị luôn, em xem mấy chị luôn với giá là 89.000 luôn đi.
lên liền cho em mã số 7, 8, 9 ngàn. Bây giờ tối mới lôi ra sale cả nhà ơi, chứ thật sự luôn á, tiếc lắm luôn á. Tại vì lên bữa nay các bạn mới chạy mà em đem ra sale rồi. Bảy na Nguyễn còn... Bảy na Bi còn lên liền cho em mã số 8 dùng cho em này cả nhà, 139 ngàn con này nữa. Chị Nabi có con này chưa? Lấy mặt đi chị, đẹp lắm luôn. Mã số 8 còn đó. Mã số 7 còn đó. Bảy Sương Mai. Bình Dương Mai. Bảy Kim Cúc. Rồi lên liền cho em mã số 8, 139 ngàn. Con này hồi hàng 200 nha. 200 đó cả nhà, tranh nhau không có hàng thật sự luôn á. Hãy mặc nó không mấy chị luôn, hãy muốn nhập luôn á, bữa nay sale hãy mới về cho mấy chị á, nha, 139 ngàn. Tám kim hàng tròn. Cái này các bạn lên có bạn mua cũng đã là 250 ngàn rồi. 250 nha, hãy like cho mấy chị chuẩn hàng lồ 1 luôn, không phải là hàng mỏng nha mấy bà nha. Nhìn nè, với giá là 139 ngàn, theo dùng cho em vải đẹp lắm, lên nha, mã số 8, 139. 80 139 đi ạ. Lên liền cho em mã số 8 đi cả nhà, 139 ngàn. 80 đặng đổ. Lên liền cho em mã số 8, 139 dùng cho em. Rồi con quần này có ít nè, chút nè, tặng mấy chị luôn 59 ngàn. Có siêu ít luôn á, siêu ít nha, hai con thôi nè, 59 ngàn. Mã số 9 dùng cho em, 59 ngàn, hai con thôi nha. Thiệt sự luôn, về 600 quần đó, 700 quần nha, 700 quần em lên một like thôi, nó còn sót lại tầm khoảng 10 cái thôi cả nhà, em mới sale cho mấy chị nha. Nhưng mà hết rồi. Số 8 cho Kim Hàng Trần đi. Rồi lên liền cho em mã số 9, 59 ngàn. Có hai quần thôi, hai quần nha, về mặc với lại áo thun nè, mặc với lại áo áo mà mai. Mấy con áo tan tốt cũng đẹp nha, hoặc là bà đi tập này kia bà mặc cũng ok la. Lên liền cho em mã số 9, 8139 cho Cao Minh. Rồi lên liền cho em mã số 10 dùng cho em nè, 59 ngàn luôn, có hai con thôi, hết rồi nha. Cái này là có ít mới sale đó nha, còn nhiều là sẽ không bao giờ sale luôn, tại vì để dành bán quanh năm cũng ok mấy chị. Chính Dung Quân Trần. Bỏ cái tòa nhìn mình mà số 4 đây. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 10. 10 dùng cho em. 10 năm chính cho Nguyên Kim. 10 năm chính cho Dương Mèo. Mã. Rồi con này đúng được à, một set duy nhất. Hả? Cho chị cái đầm rinh, đầm rinh còn hết rồi. Đầm rinh 159. Không, đầm rinh đầm chị hết rồi, nhạc đẹp mà. Trời ơi. Rồi sọc 149 ngàn, một set duy nhất. Còn gì ngồi đó lại để chị đi. Còn mà áo nam không chị ơi, nãy vô sao mua được có một áo. Rồi hãy chúc nha, hãy sẽ lên cho mấy chị một cái mã vui xì mà ở cái này còn size nhỏ ấy. Rồi lên liền cho em mã set 24 dùng cho em, 149 ngàn, một set duy nhất nha, mới sale nha. Đi nhập vô là hàng 180, 190 rồi cả nhà. Nha, một set duy nhất 149 ngàn, một set duy nhất cuối cùng cúng cùi nha. Giờ lấy chốt liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã set dùng cho em, 149 ngàn, một set thôi cả nhà, hết rồi. Đây đầm rinh này, đầm rinh. Rồi chị Quân Trần lấy đầm rinh đi chị. Mang đi chị. Xếp 1, 4, 5, 1. Hàng Thái nha, đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã rinh dùng cho em, 159 ngàn dùng cho em. Trời ơi, nó đẹp mấy chị ơi, mà nó còn có co giãn nữa nè. Nó xịn lắm luôn ấy, 159 ngàn một con đầm rinh. Từ bữa hôm trước tới giờ mấy chị yêu nha, mã rinh này là về đẹp nhất luôn, xịn nhất luôn nha. Đây mấy chị. Nhưng mà giá rẻ nữa, 159 ngàn. Lên liền cho em mã váy rinh 159 nha. Rồi lên liền cho em mã váy rinh dùng cho em 159 ngàn. Xếp 24 hết rồi chị Sáng Ngọc ơi. Hãy cho chị con áo của xì mà nó phía sau. Dùng cho em 159 nha Huyền Huyền. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đầm rinh 159 ngàn. Chốt đi mới chết, mặt rất là đẹp nha. Đầm rinh này mang sướng lắm luôn á. Hãy nói thật luôn, không bao giờ lỗi. Không bao giờ lỗi thời nha cả nhà nha. Mặt 4-5 năm nó cũng vẫn là cái đầm rinh xịn đó cả nhà. Rồi lên liền cho em mã áo size L dùng cho em 99 ngàn. Rồi lên liền cho em mã áo size L dùng cho em 99 ngàn dùng cho em.
Rồi lên liền cho em mà áo sát eo dùm cho em 99.000. Rồi lên liền cho em mà áo sát eo dùm cho em nè, 99.000 dùm cho em. Có được có mấy con đâu, cả nhà nó bị sốt chưa có lên á. Rồi lên liền cho em mà áo. Áo dùm cho em nha. 99.000 dùm cho em. Size XL dùm cho em. Cứ dùm cho em mà áo sát eo 99.000 nha. Lên liền cho em mà áo sát eo 99.000 dùm cho em. 99.000 áo nam nha. Nam nữ đều mang được. Áo Phương Thảo Trần. Đây lên cho mấy chị cái set này. 149.000 mấy chị lấy nha, hàng cao cấp quá. Em đợi mãi em mới về được hàng sale cho mấy chị nha, chứ hàng đắt quá không có nhập được. Mấy chị mặc size S, size M đều được hết nha. S M thì ok luôn, nguyên set luôn mấy chị. Rồi lên liền cho em mã set xanh khóa kế bên hông cho mình nè. Size S, size M mang ok nha, 149.000. Rồi lên liền cho em mã set xanh dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã set xanh 149.000 dùng cho em, 149 nha. Hãy có được có mấy set đâu cả nhà, cái này phải đợi mãi mới sale đó nha, thật sự luôn á. Chứ học nếu mà em ưng thì em cũng về cho mấy chị rồi, nhưng mà nó hàng đắt quá không có về được nha. Hôm nay mới sale cho mấy chị 149.000. Chào lấy chốt liền cho em mã set xanh dùng cho em. Lên liền cho em mã set xanh nha cả nhà nha. Set xanh 149.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã set xanh 149. Set xanh nha mấy chị yêu nha, 149.000 dùng cho em. Một con đó nha. Lên liền cho em mã set xanh đi cả nhà. Rồi con này có một con, có hai con này mấy chị, siêu cấp dùng cho em nè. Với giá là 99.000, lên liền cho em mã siêu cấp. Ôi cái này nãy có bạn Thiên Nhiên là ba lấy rồi đó. Cái con này nó giống cái con màu trắng lúc nãy mà nó màu đen nè. Size L ở cả nhà, nam nữ đều mang được hết nha. 75kg đổ lại là may ok. Lên liền cho em mã siêu cấp 99.000 dùng. Chị có chị Hiền Huyền nổ cho mình ha, và cái cổ áo. Cái con này có chụp cho mấy chị rồi đó. Hai con rồi cả nhà, hai con rồi nha. Siêu cấp đi cả nhà. Hai con thôi, mê lắm luôn ấy. Rồi hổ này em có một giống hả nhỉ? Giống không? Rồi cái này em có một trắng một đen này. Giờ lấy trắng đi trắng, giờ lấy đen đi đen dùng cho em. Rồi chị lấy chốt em mà áo trắng áo đen nha. 99.000 dùng cho em. Đây. Nó là đây nha, nhưng mà chỉ có một trắng một đen thôi. Bà nào ưng lấy cặp mang cũng được nha. Đây mấy chị này. Size của Hải đang cầm là mấy chị mặc mờ đổ lại mang ok, nam mang mờ đổ lại là ok nha. Đây. Một trắng một đen nha, 99.000 dùng cho em, đẹp xịn sò luôn. Đây. Có tan sườn cho mình. Tan sườn nha. Chào lấy thì chốt liền. Sao mà 49 cái thủy hình. Một trắng một đen nha, chào lấy thì chốt liền cho. Trắng đen, trắng đen, trắng đen cả nhà. Rồi nó con này cái em xuống like nha. Rồi lên liền cho em mã số 1 dùm cho em. Mã số 1 size gì nhỉ? Mã số 1 size XL dùm cho em nè. Rồi lên liền cho em mã số 1 size XL. Rồi lên liền cho em mã số 1 dùm cho em nè mấy chị. Anh coi dùm em cái này là size gì anh. Rồi lên liền cho em mã số 1 L, XL và 2XL. Rồi lên liền cho em mã số 1 lên size dùm em. L, XL và 2XL. Mới đi 159 cho Tâm về. Lên liền cho em mã số 1 lên size L, XL và 2XL nha. Mỗi size được 1 con hết hàng nha. Đây mấy chị, lên size dùm em. Rồi lên liền cho em mã số 1 lên size dùm em ha. L, XL và 2XL. Rồi em tắt like nha. Rất thẳng quá. Rồi hãy tắt like nha mấy chị yêu nha, hẹn gặp mấy chị ngày mai nha, hãy tắt like nha, bye bye mấy chị nha. Chúc mấy chị ngủ ngon nha, bye bye mấy chị nha.